chương 21 đúng là xui xẻo tám đời. Từ bên trong thang máy đi ra, Lê Văn Vân chỉ cảm thấy cả người sảng khoái thoải mái, đến cả không khí cũng tốt hơn ngày thường không ít. Từ đầu đến cuối, anh vẫn không nhắc đến tiền của mình từ đầu mà có. Cả nhà Nguyễn Vũ đồng nghĩ thế nào thì kệ, anh cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì cả, chỉ cần có tiền, cả nhà họ sẽ hối hận. Ngô Thị Hương che mặt mình lại, vẻ mặt cực kỳ khó coi, vậy mà cậu ta dám đánh tôi, vậy mà cậu ta dám đánh tôi chuyện này không thể bỏ qua như vậy được tuyệt đối không thế trong lòng bà ta lê văn vân vẫn là một người bị bà ta quát mắng ấn tượng này không vì cái tát này mà thay đổi em hai chuyện này là chúng ta nhờ vả lê văn vân làm việc thái độ này của em đúng là không tốt thật cậu ta cũng không phải chồng vũ đồng ngô dương ở bên cạnh có hơi oán trách vừa nãy ầm ý như vậy chỉ sợ lê văn vân càng không đồng ý với ông ta Đến lúc này ông ta chỉ có thể đổi một công ty hậu cần khác, giá cả sẽ tăng không ít, với công ty ông ta mà nói, đây chính là tổn thất rất lớn. Ngô Thị Hương nghiến răng nghiến lợi nói, cậu ta dám tát tôi à, thật không biết con ả nào có tiền mà coi trọng cậu ta, đúng là xui xẻo tám đời. Nguyễn Vũ Đồng đỡ bà ta, lúc này trong lòng Nguyễn Vũ Đồng rất phức tạp, cô ta nhớ lại hôm ly hôn, Lê Văn Vân đi đến ngân hàng Tân Hải và chuyện ghế khách quý VIP của ngân hàng Tân Hải. Sau đó Lê Văn Vân đã ở chung một chỗ với Đặng Hân Hân, liên tục xuất hiện ở khách sạn Vạn Hào, ngay sau đó lắc mình thay đổi, trở thành ông chủ công ty thịnh thế. Audio điện tử võ tấn bền Lúc trước, cô ta vẫn luôn cho rằng chuyện này chỉ là trùng hợp, nhưng mà bây giờ, cô ta cảm thấy không thể nào. Đương nhiên, bây giờ nhớ lại mọi chuyện đã không còn tác dụng gì cả, bọn họ đã ly hôn, trong lời vừa rồi của Lê Văn Vân không chừa chút đường sống nào cho họ. Mà Lê Văn Vân lúc này đã đi ra khỏi cửa. Reng reng reng. Vào lúc này, di động của anh bỗng nhiên vang lên, Lê Văn Vân nhìn thoáng qua, là một số điện thoại xa lạ, Lê Văn Vân giơ di động lên, ở đầu bên kia điện thoại đã vang lên giọng nói có hơi tinh nghịch, đoán xem tôi là ai. Lê Văn Vân cạn lời nói, là cô Đỗ Tịch Tịch. Không vui, đoán ra quá nhanh, Đỗ Tịch Tịch bĩu môi nói, ra ngoài chơi đi. Trong lòng Lê Văn Vân không biết nên trả lời thế nào. Anh biết tâm tư của Đỗ Tịch Tịch, cô gái này có lòng hiếu kỳ quá nặng, cô tò mò vì sao Đỗ Thương Bắc lại nghe lời mình đến vậy. Hơn nữa, sau khi tìm hiểu, tính cách trước sau của Đỗ Tịch Tịch đã thay đổi quá lớn. Lần đầu tiên lên sân khấu, cô ấy giống như nữ thần, còn sau khi lên tiếp xúc, nhất là sau khi cô ấy uống say. "Chị gái à, chị không đi làm sao?" Lê Văn Vân cạn lời, nói, "Bố cô chỉ có một cô con gái là cô, cô nên ngoan ngoãn học quản lý." nếu không sau này công ty của ông không để cô quản lý đâu anh kệ đi tôi dẫn anh đi gặp gái sinh đỗ tịch tịch nóng lòng nói gái sinh ánh mắt lê văn vân sáng lên nói gái sinh đẹp hay không không quan trọng chủ yếu là đi chơi gửi địa chỉ đến đây đi si đỗ tịch tịch khinh miệt xì một tiếng cúp điện thoại ngay sau đó gửi một tin nhắn đến cho lê văn vân sau khi lê văn vân nhận được tin tức trên mặt lộ ra vẻ mong chờ đi ra bên ngoài Đương nhiên, anh đồng ý đến là còn một nguyên nhân khác, thật ra là để đảm bảo an toàn của Đỗ Tịch Tịch, dù sao bây giờ cô ấy là mục tiêu của Hồng Nguyệt. Tổ chức Hồng Nguyệt này rất kỳ lạ, bọn họ là một tổ chức sát thủ, trên bảng xếp hạng sát thủ thế giới ngầm, trong 10 cái tên sẽ có 3 tên là người bọn họ. Đây là chứng minh cho thực lực cực mạnh mẽ. Nhưng mà trước nay bọn họ không nhận đơn giết người, công việc của tổ chức này là dùng mọi loại thủ đoạn chèn ép hoặc đàm phán, ép một vài tỷ phú trên thế giới gia nhập vào tổ chức của bọn họ. Lê Văn Vân ra ngoài, sau đó anh vẫn chọn ngồi tàu điện ngầm để đến nơi hẹn. Đi về phía trạm tàu điện ngầm chưa được mấy bước, khóe môi Lê Văn Vân đã cong lên nụ cười, rồi xoay người như có như không liếc nhìn phía sau một lần. Sau lưng, có hai người trẻ tuổi đang đi theo anh. Lê Văn Vân gần như đã đoán được là ai, không phải cao phái thì là Trần Nghị bây giờ trong đám người mà anh đắc tội chỉ có hai người đó sẽ làm ra chuyện này. chương 22, đồng ý với anh ấy đi. Anh không quá để ý, ngồi tàu điện ngầm đến nơi cần đến. Địa điểm là một tòa nhà cao chọc trời, lúc Lê Văn Vân đến, vừa ngẩng đầu đã thấy bên trên viết bốn chữ to tập đoàn Cường Thịnh. Lê Văn Vân ngạc nhiên, không phải tập đoàn Cường Thịnh là tập đoàn của Đỗ Thương Bắc sao? Tại sao Đỗ Tịch Tịch lại gọi anh đến chơi, là đến công ty bọn họ chơi sao? anh có một loại xúc động muốn chùn bước. Vào lúc này, bỗng nhiên anh chú ý trước tòa nhà có một đám người như đang sắp xếp gì đó, ngoài cửa đã có không ít người đứng vây xem. Ái trà, hiện trường tỏ tình à, Lê Văn Vân kinh ngạc. Đúng vậy, nhìn cách sắp xếp hiện trường, hiển nhiên đây là nơi tỏ tình. Trên phần đất trống đặt một chiếc xe thể thao, xe thể thao xếp đầy hoa, bên trên còn để vô số hoa hồng không đếm xuể, hai hàng người đứng bên cạnh trong tay cầm bóng bay, phía trước còn dùng nến xếp thành hình trái tim, bên cạnh, đặt một dàn giao hưởng. Lê Văn Vân tò mò đi đến, lúc này, di động anh vang lên, anh cầm di động nhìn thoáng qua, là đỗ tịch tịch gọi đến đây, anh nghe điện thoại, nói, alo. Alo, anh còn chưa tới à? Đầu bên kia điện thoại, đỗ tịch tịch nói. Tới rồi, cô bảo tôi đến công ty cô chơi. Cô đùa tôi à? Lê Văn Vân cạn lời nói, nhưng mà không sao, hình như dưới lầu công ty cô có người tỏ tình. Được rồi, tôi xuống đón anh." Đỗ Tịch Tịch nói. Cúp điện thoại, Lê Văn Vân lại nhìn về phía bên kia. Ước chừng qua khoảng 2 3 phút, bỗng nhiên dàn âm thanh bên cạnh vang lên tiếng nhạc. Chợt lúc này, âm nhạc vang lên khắp toàn bộ tòa nhà, những người đứng ngoài sảnh vây xem càng lúc càng nhiều hơn. Lợi hại, cảnh tượng này thật là hoành tráng, đúng là giàu có." Trong lòng Lê Văn Vân tấm tắc khen ngợi. Rất nhanh, ngoài cửa bỗng nhiên có một cô gái bị đẩy ra ngoài. Trong lòng Lê Văn Vân rung lên, nói, nữ chính lên sân khấu. Nhưng mà khi anh nhìn qua, lập tức ngây người, người bị đẩy ra thế mà lại là Đỗ Tịch Tịch. Tình huống gì đây? Trong lòng Lê Văn Vân kinh ngạc. Lúc này gương mặt Đỗ Tịch Tịch có hơi hồng, dường như dưới ánh mắt của nhiều người như vậy, cô ấy cũng thấy hơi xấu hổ. Khác với lúc đối mặt với Lê Văn Vân, lúc này cảm xúc của cô ấy giống như khi lần đầu tiên Lê Văn Vân nhìn thấy cô ấy ở khách sạn Vạn Hào, vẻ mặt có hơi lạnh đồng thời đôi mắt cô ấy nhìn xung quanh dường như đang tìm kiếm gì đó à có vấn đề mình sẽ quay phim lại cho cô ấy lê văn vân lấy di động ra bắt đầu quay phim lại anh đi về đám người phía trước giơ di động trong tay lên rồi bắt đầu hùa theo đám người đỗ tịch tịch đã nhìn thấy lê văn vân rất nhanh khi vừa nhìn thấy lê văn vân mang vẻ mặt hứng thú bừng bừng đứng cầm di động quay phim cô nhịn không được mà trợn mắt ngay lúc này cửa xe bỗng nhiên bị đẩy ra ngay sau đó một thanh niên đẹp trai đeo kính dâm tay cầm một bó hoa hồng vừa nhìn đã biết rất quý giá bước xuống xe. Sau khi anh ta xuống xe, có 7-8 người trẻ tuổi mặc tẩy trang đi giày ra lập tức đi theo bên cạnh, người đứng hai bên đồng loạt thả bong bóng bay lên. Trong tay thanh niên còn cầm microphone, âm nhạc theo đó vang lên. Không thể không nói, khung cảnh này nhìn qua vô cùng lãng mạn, người đàn ông này vừa cao vừa đẹp trai, hơn nữa, hiển nhiên còn là một người có tiền phần lớn các cô gái nhất định sẽ không từ chối màn tỏ tình như vậy. Khúc nhạc vang lên, người thanh niên kia bước tới trước mặt đỗ tịch tịch, đỗ tịch tịch đã bị khung cảnh này làm cho đỏ bừng mặt, cô ấy chừng mắt nói trịnh hòa, anh muốn làm gì, không thấy mất mặt à. Trịnh hòa không để ý, anh ta ôm hoa hồng trong lòng, sau đó quỷ gối xuống, sơ cao hoa hồng lên, nói, làm bạn gái của anh đi. Khoảnh khắc khi anh ta quỳ xuống, đám người phía sau anh ta đồng loạt quỳ xuống, chắp tay trước ngực dáng vẻ cầu nguyện lê văn vân nhìn thoáng qua đã không biết phải nói gì cả không ngờ anh lại nhận ra một người quen trong đám người đó là trịnh hòa với cái mặt bầm dập đồng ý với anh ấy đồng ý với anh ấy đồng ý với anh ấy đi trong đám người một nhóm người hét lên lê văn vân cũng hét theo họ làm bạn gái anh đi lúc này trịnh hòa rõ ràng đã hưng phấn lên lớn tiếng hét lên không trong âm thanh hò hét, tiếng từ chối pha chút lạnh như băng của đỗ tịch tịch vang lên. chương 23, đồ khốn. Tiếng hò hét lập tức mất đi, tất cả mọi người đều nhìn đỗ tịch tịch với ánh mắt khó hiểu. Nhất là với những nữ sinh đang vây xem. Bọn họ hận mình không thể đi lên đứng ở vị trí của đỗ tịch tịch. Vì sao chứ? Trịnh Hòa Cao mày nói, anh đã theo đuổi em 5 năm rồi đỗ tịch tịch nhàn nhạt nói tôi đã có bạn trai cho nên sau này anh đừng dây dưa với tôi nữa hừ tôi không tin trịnh hòa nhàn nhạt nói bất kỳ người đàn ông nào tiếp cận em đều bị anh đuổi hết sao em lại có bạn trai được lê văn vân kinh ngạc cái tên này đúng là tổng giám đốc bá đạo đỗ tịch tịch lạnh lùng nhìn anh ta rồi nói anh ấy cũng có mặt ở đây cái gì trong ánh mắt trịnh hòa lộ ra tia rét lạnh ngay sau đó lại cười nói em lừa ai đó Lúc này, Đỗ Tịch Tịch bước xuống bậc thang, bước từng bước về phía Lê Văn Vân đang quay video, sau đó nhìn về phía Trịnh Hòa nói chính là anh ấy. Trời! Khoảnh khắc đó, đôi mắt của tất cả những người có mặt ở hiện trường đều nhìn về phía anh. Lê Văn Vân ngây dại, anh dơ di động, nhìn về phía Đỗ Tịch Tịch. Lúc này anh mới hiểu được, vì sao Đỗ Tịch Tịch lại gọi anh đến đây, mẹ kiếp, đâu có gọi anh đến đây chơi, mà hoàn toàn coi anh là lá chắn. Mà hiển nhiên, quá trình sắp xếp tỏ tính tốn rất nhiều thời gian, e là đỗ tịch tịch ở trên lầu đã biết từ sớm, sau đó cô ấy gọi điện thoại cho Lê Văn Vân, bảo Lê Văn Vân đến đây chơi. Tất cả mọi người nhìn anh, Trịnh Hòa Quỳ trên mặt đất cũng nhìn thấy toàn bộ, ngay khi vừa nhìn thấy Lê Văn Vân, đầu tiên anh ta hơi ngẩn ra, rồi mắng, sao ở đâu cũng có mặt thằng quát này vậy. Không phải anh ta là bạn trai Đặng Hân Hân sao? Ngay sau đó, trong mắt Trịnh Hòa lại hơi sáng lên nói, mới nhìn qua nhưng anh đã đoán không sai anh ta là bạn trai đặng hân hân mời đến nhưng tại sao ngày hôm qua trong quán bar phan minh vũ lại vâng giả với anh ta anh ta có quan hệ gì với đỗ thương bắc trong nhất thời trong lòng anh ta lướt qua rất nhiều suy nghĩ nhưng mà anh ta không nói gì cả vừa hay có thể mượn tay trịnh hòa dạy dỗ anh một chút mà bên kia đỗ tịch tịch trực tiếp ôm cánh tay lê văn vân lê văn vân muốn tránh ra nhưng mà đỗ tịch tịch lại ôm rất chặt đồng thời nhỏ giọng nói anh đã giúp chị hân hân thì anh cũng phải giúp cả tôi nữa cô nằm mơ rồi tôi giúp lê văn vân bĩu môi khi trịnh hòa vừa nhìn thấy đỗ tịch tịch kéo tay lê văn vân mặt đã tái mét anh ta sầm mặt đứng dậy nhìn lê văn vân lê văn vân ho khan một tiếng nói tôi không phải bạn trai cô ấy anh đừng hiểu lầm tôi và cô ấy không có bất kỳ quan hệ nào nhưng hiển nhiên trịnh hòa thông tin anh ta nhìn chằm chằm lê văn vân bên trong đội mắt tựa như phun ra lửa. Thăng sát, được lắm, phụ nữ của tôi mà anh cũng dám chạm vào, anh chờ đó cho tôi. Trịnh Hòa thẳng thừng uy hiếp nói. Ai là phụ nữ của anh, miệng anh sạch chút coi, đỗ tịch tịch lạnh lùng chừng mắt nhìn anh ta, sau đó nói với Lê Văn Vân, anh yêu, chúng ta vào văn phòng đi, em có mang cơm chưa tình yêu cho anh đó. Trong mắt của Trịnh Hòa đã sắp rớt ra ngoài. Anh ta theo đuổi đỗ tịch tịch nhiều năm vậy, đỗ tịch tịch chưa từng nói chuyện với anh ta bằng giọng điệu này anh ta ngập tràn ghen tức và phẫn nộ đồ khốn anh ta nghiến răng nghiến lợi nói đồng thời phất tay nháy mắt sau đó phía sau anh có vài người lập tức vây đến trong đôi mắt đỗ tịch tịch đầy lạnh lùng nói trịnh hòa anh tính ra tay đánh người trước cửa công ty chúng tôi sao chỉ cần thằng này chia tay với cô ngay lúc này tôi đảm bảo anh ta an toàn rời đi trịnh hòa phẫn nộ nói Lê Văn Vân đã cứng họng luôn rồi, tên này đúng là bại não mà, ông đây đã giải thích, thế mà không nghe vào một câu. Vây quanh ở đây làm gì vậy, không vào làm việc sao? Vào nay lúc này, có một giọng nói mang theo uy nghiêm vang lên. mươi 24 anh tiêu rồi. Đỗ Thương Bắc mặc tẩy trang mang giày ra bước ra từ cửa tòa nhà, ông ấy nhíu mày nhìn về phía Trịnh Hòa hỏi, Trịnh Hòa, cậu chạy đến trước cửa nhà chúng tôi dương oai đấy à? Trịnh Hòa cắn răng, nhìn Đỗ Thương bác nói, chú Đỗ, chú đã gióng chống khua chiêng bảo mọi người theo đuổi tịch tịch, nhưng mà cô ấy lại nói mình đã có bạn trai, chú nhìn xem, người như vậy có thể xứng đối với tịch tịch sao? Đầu tiên Đỗ Thương bác hơi sửng sốt, sau đó nhìn về bên phía Đỗ tịch tịch. Lê Văn Vân bất lực nhún vai với ông ấy. Mà trong đôi mắt Đỗ Thương bác đã lóe lên tia kinh ngạc vui vẻ, tiện đà lại nhìn về phía Trịnh Hòa nói, tôi đã nói có thể theo đuổi tịch tịch, nhưng mà không bao gồm cậu, cậu nhanh cút đi cho tôi, nếu không tôi gọi bảo vệ đuổi cậu đi. Chú Đỗ, sắc mặt trịnh hòa hơi đổi. Ai là chủ của cậu, nhanh cút đi. Đỗ thường bắc nói, rồi nhìn về phía những người vây xem mắng, còn đứng ngây ra đó làm gì, không muốn làm việc nữa phải không? Đám người vội vàng tản ra. Lúc này Đỗ thường bắc mới nói, không thấy sao, tịch tịch đã có bạn trai, sau này đừng làm phiền nó, tịch tịch, lên tầng với bố nụ cười trên mặt đỗ tịch tịch chợt lóe lên rồi biến mất, lại trở về dáng vẻ lạnh băng. Kéo cánh tay Lê Văn Vân đi vào trong tòa nhà. Trong lòng Lê Văn Vân không biết phải nói sao, tấm khiên này, thoạt nhìn anh không thể không làm rồi. Đầu óc trịnh hòa không thông minh, dù anh có giải thích nhưng có lẽ anh ta sẽ không tin, vì thể anh cũng lười đi giải thích. Đương nhiên Trịnh Hòa không dám dường oai trước mặt Đỗ Thương Bắc, chỉ khi đi ngang qua Lê Văn Vân, anh ta mới đen mặt nói, anh tiêu rồi, Lê Văn Vân nhún vai tỏ vẻ không sao cả, đi theo Đỗ Tịch Tịch vào bên trong tòa nhà, sảnh lớn của tòa nhà, Đỗ Thương Bắc nhìn hai người nói, khụ khụ, không ngờ hai đứa xác định quan hệ nhanh như vậy. Mặt Đỗ Tịch Tịch hơi đỏ lên, vừa định giải thích, Đỗ Thương Bắc còn nói thêm, "Lê Văn Vân, không cần lo lắng, tôi rất hài lòng với cậu, không có tí bắt bẻ nào, chỉ bằng hai đứa lựa ngày nhận giấy chứng nhận rồi sau đó tổ chức tiệc mừng." Khóe môi Lê Văn Vân giật vài cái, rốt cuộc đỗ thương bắc này chờ mong gả con gái ra ngoài đến nhường nào vậy. Bố, vẻ mặt đỗ tịch tịch đỏ bừng, vội vàng buông lỏng cánh tay Lê Văn Vân nói, bố nói bậy gì đó, con chỉ không muốn dây dưa với trịnh hòa nữa nên mới gọi Lê Văn Vân giúp con đối phó một chút. Không phải gọi tới, là lừa tới, Lê Văn Vân cạn lời nói. Đỗ thương bắc ngẩn ra, sau đó lắc đầu nói ôi, đúng là già rồi, không hiểu gì về thế giới trẻ tuổi các con cả. Các con nói chuyện đi, các con nói chuyện đi, bố đi trước. Nói rồi, ông ấy liếc mắt đầy hàm ý nhìn hai người rồi xoay người rời đi. Cảm ơn nha, lúc này Đỗ Tịch Tịch mới nói với với Lê Văn Vân, xem như hai ta huề nhau. Cô tìm phiền phức lớn như vậy cho tôi, lại còn nói huề nhau, Lê Văn Vân không biết phải nói. A. À, anh không biết đâu, cái tên Trịnh Hòa này đáng giận thật sự, tôi quen anh ta lúc học đại học, sau đó chỉ cần có một bạn nam tiếp cận tôi, là sẽ bị anh ta uy hiếp hành hung khiến cho bây giờ bên cạnh tôi không có một người bạn nam nào cả đỗ tịch tịch nói hôm nay tôi vừa nhìn thấy anh ta là đã nhớ tới anh nói rồi cô ấy lại biếu môi nhìn lê văn vân nói trần hiểu nguyệt đã nói với tôi ngày hôm qua khi có người tới ám sát tôi anh đã chạy trốn anh nợ tôi một ân tình hôm nay xem như huề nhau lê văn vân thầm cười khổ trong lòng tình anh vốn lười nhác vì thế cũng lười giải thích với đỗ tịch tịch chỉ nhún vai nói, tùy cô thôi, nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước. Anh chắc chắn đi về, đảm người trịnh hòa vẫn còn ở bên ngoài, đỗ tịch tịch nói. Lê Văn Vân nhíu mày lại, nói, vậy thôi, tôi ngồi chờ một lát rồi đi. Hừ, quả nhiên là tên nhát gan, trách không được ngày hôm qua bỏ chạy, thật sự không hiểu sao ba tôi lại khách sáo với anh như thế. Đỗ tịch tịch nhìn anh, vẻ mặt kỳ quái nói, nhưng dù thế nào cũng coi như anh đã giúp tôi một việc gấp. Tối nay mời anh ăn cơm, thuận tiện dẫn anh đi xem gái xinh giống như tôi. Đương nhiên Lê Văn Vân không còn tin lời cô ấy nói bậy, nhưng vì phải giúp đỡ mấy người Phạm Nhược Tuyết bảo đảm an toàn cho Đỗ Tịch Tịch, anh vẫn phải đồng ý. Được rồi, vậy anh vào văn phòng với tôi đi, ngồi chờ một lát rồi đi. Đỗ Tịch Tịch nói, quay đầu đi. Lúc này, ở bên ngoài, đoàn người Trịnh Hòa đã sầm mặt rời đi, còn cánh hoa đầy ngoài cửa thì họ không dọn dẹp. Đám người tìm một quán ba bọn họ gọi một vài em gái rót rượu, sau đó bắt đầu chơi ở ba. chương 25 kéo vali đi xuyên qua đám người. Trịnh Hòa ngồi một bên, tay phải ôm một cô gái ăn mặc gợi cảm, anh ta sầm mặt xuống. Lúc này Trần Nghị đi đến gần nói, anh Trịnh, anh đừng nóng giận, cái tên Lê Văn Vân chính là tên trai bao. Lê Văn Vân, anh nói người bên cạnh tịch tịch sao? Anh quen anh ta sao? Trịnh Hòa kinh ngạc nhìn Trần Nghị hỏi. Đúng, trần nghị khách sáo đưa cho trịnh hòa một điếu thuốc nói anh ta là chồng cũ của bạn gái hiện tại cao phái trước kia khuấn gạch ở công trường còn bây giờ không biết tại sao lại giả làm bạn trai đặng hân hân tham gia vào bữa tụ họp do ông đỗ tổ chức vào hai ngày trước trong bữa gặp mặt dường như ông đỗ có quen anh ta đôi mắt trịnh hòa thoáng động anh nói chính vì anh ta mà anh bị ông đổ đuổi ra khỏi bữa tiệc đúng vậy ông đỗ không mời anh là vì không nhìn thấy thành tựu của anh Trần Nghị vội vàng nói, ngày hôm qua, trong quán bar của Phan Minh Vũ tôi đã tính dậy dỗ anh ta, cũng là ông Đỗ gọi điện thoại cho Phan Minh Vũ, nói Lê Văn Vân là bạn của ông ta, tôi mới bị Phan Minh Vũ đánh một trận, có điều Phan Minh Vũ sợ ông Đỗ, nhưng anh thì không. Nói như vậy, anh ta chính là một người không tiền không quyền đúng không? Trong mắt Trịnh Hòa lóe lên một tia nham hiểm, sau đó dùng sức nhéo mạnh lên đùi em gái trong lòng. Đến 4 giờ chiều, Đỗ Tịch Tịch đã đưa Lê Văn Vân ra khỏi văn phòng. Còn việc bây giờ chưa tới giờ tan làm, cô ấy hoàn toàn không quan tâm. Dù sao đây là công ty nhà cô ấy, hai người lái xe chạy đến sân bay. Trước cổng sân bay, Đỗ Tịch Tịch mang đầy vẻ mong chờ đứng ở một bên, cô nhìn Lê Văn Vân đứng bên cạnh nói, "Anh yên tâm, nhất định không làm anh thất vọng, là đàn chị đã học cùng trường với tôi, được xem như hoa khôi của trường Đại học Lâm Hải đó." trong lòng lê văn vân thoáng động cô học ở đại học lâm hải sao chẳng lẽ anh cũng vậy sao đỗ tịch tịch kinh ngạc hỏi hẳn là không đầu tốt nghiệp đại học lâm hải thì không đến mức đi dọn gạch ở công trường khóe môi lê văn vân run lên không giải thích nhiều lâm hải chỉ là cố hương của anh mà thôi không lâu sau ở khu cửa ra đã lác đác có người đi ra đỗ tịch tịch phất tay về một phía trong đó vào ngay lúc này lòng lê văn vân bỗng nhiên rung lên ngay sau đó, ánh mắt anh nhanh chóng khóa chặt trên một người. Ba, đó là một người phụ nữ mặc váy đỏ, cô ta chỉ vừa xuất hiện đã hấp dẫn sự chú ý của vô số người đàn ông, cô ta đeo kính dâm, dáng người cao cỡ 1m70 mấy, dáng người nóng bỏng được váy đỏ khắc họa vô cùng nhuần nguyễn. Quả thật là cực phẩm của nhân gian. Dường như cô ta đã nhìn quen những ánh mắt này, vốn không hề để ý đến, kéo vali đi xuyên qua đám người. Khóe môi Lê Văn Vân lộ một nụ cười lạnh, nói, xem ra bùi lượng chết, làm cho ông già bùi Ninh tùng đứng ngồi không yên, không ngờ hoa hồng đỏ đã tới Giang Thành rồi. Lê Văn Vân, anh đang nhìn gì đó, nhanh đến đây, tôi giới thiệu cho anh một chút. Đỗ tịch tịch nói, Lê Văn Vân thu hồi ánh mắt, xoay người lại, lúc này, trước mặt anh đã có thêm ba người, hai nữ một nam. Ngay khi ánh mắt Lê Văn Vân dừng trên người bọn họ, khi tầm mặt bọn họ thấy được Lê Văn Vân, ánh mắt hai bên đều thay đổi. Ngay sau đó, ba người đối diện đồng loạt nói là anh. Ở cửa sân bay, ba người nhìn Lê Văn Vân, vẻ mặt không giống nhau. Trên mặt người nam mang theo vẻ châm chọc, một vẻ khinh thường. Còn cô gái đứng bên cạnh anh, chân mang giày bút, dáng vẻ giỏi giang thành đạt, vẻ mặt của cô ta không quá đẹp, dường như còn có vẻ tức giận. Mà một cô gái khác, mái tóc dài của cô xóa tung, trên người mặc một cái váy dài màu trắng, khuôn mặt kiều diễm mang vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhìn Lê Văn Vân có ba phần phức tạp, ba phần hận thù, bốn phần kinh ngạc. Đàn chị, chị quen Lê Văn Vân sao? Đỗ tịch tịch kinh ngạc hỏi. Diệp mộng không nói gì, mà người đàn ông bên cạnh lại châm trọng ẩn ý, nói, đương nhiên là quen, đây chính là cậu chủ của nhà họ Diệp ở thành phố Lâm Hải mà. Đỗ tịch tịch kinh ngạc nhìn về phía Lê Văn Vân. Nhà họ Diệp ở Lâm Hải chính là dòng họ hàng đầu trong nước, nếu như Lê Văn Vân là người nhà họ Diệp ở Lâm Hải, Vậy thì cô đã hiểu tại sao bố mình lại khách sáo với anh rồi. Nhưng cô không ngờ rằng, khi cô mời người điều tra về quá khứ của Lê Văn Vân chỉ biết được trước đây anh chỉ là một công nhân bình thường ở công trường mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 26 tôi bị oan. Người nhà họ Diệp mà còn phải đến công trường làm công. Chẳng lẽ muốn trải nghiệm cuộc sống? Lúc này, người nam kia lại nói thêm, 9 năm trước anh ta chính là nhân vật nổi tiếng ở thành phố Lâm Hải, còn nổi tiếng về gì thì. Ha ha. Lê Văn Vân cau mày. Chuyện này liên quan đến nguyên nhân anh vào người gác đêm. Lê Văn Vân xuất thân từ nhà họ Diệp ở Lâm Hải, nhưng mà anh chỉ là dòng phụ của nhà họ Diệp mà thôi, đương nhiên, cây cổ thụ như nhà họ Diệp thì nhà anh cũng được coi như giàu có. Hơn nữa, lúc ấy thành tích Lê Văn Vân cũng không tệ, rất được người lớn trong nhà coi trọng. Nhưng mà khi Lê Văn Vân 18 tuổi, lần đó xảy ra một chuyện ngoài ý muốn khiến cho Lê Văn Vân bị chìm trong lời sỉ nhục, thậm chí còn gặp phải tai ương tù ngục. Trong thời khắc quan trọng, anh bị một ông già lừa đưa đến người gác đêm. Mà thành phố Lâm Hải và nhà họ Diệp thì cứ nghĩ Lê Văn Vân đã bị đi tù. Mà ba người trước mặt, Lê Văn Vân có quen hai người trong đó. Diệp Mộng là bạn học với anh 6 năm từ cấp 2 lên cấp 3, đại học cũng học cùng một trường, nhưng mà Lê Văn Vân vừa nhập học đại học chưa bao lâu thì đã thôi học. Mà người nam này thì anh quen khi học đại học, tên là Vưu Tường, là một người theo đuổi điên cuồng của Diệp Mộng. Khi tuổi nhỏ còn đi học, bởi vì Diệp Mộng và Lê Văn Vân qua lại khá thân thiết, anh ta không thuận mắt với Lê Văn Vân, thậm chí trong trường còn tìm người bắt nạt Lê Văn Vân, lúc ấy Lê Văn Vân vẫn chưa trở thành người gác đêm, cũng không tập võ. Hai tay khô địch lại bốn. Tay, Lúc ấy dường như Diệp Mộng không hứng thú với vưu tường Lê Văn Vân cũng không ngờ rằng, trôi qua 9 năm, thế mà hai người lại xuất hiện ở Giang Thành. Mà khi Lê Văn vẫn còn trẻ tuổi cũng đã từng nảy sinh tình cảm với Diệp Mộng. Dù sao cô cũng rất xinh đẹp, hai người đã quen biết nhau từ khi học cấp 2, nhưng từ trước đến giờ Lê Văn Vân chưa từng để lộ tình cảm. Xuất thân của Diệp Mộng rất tốt, hơn nữa bản thân lại rất kiêu ngạo, lúc trước Lê Văn Vân có thể được đi cạnh cô cũng là do trùng hợp. Cho đến tận khi Lê Văn Vân xảy ra chuyện, biến mất khỏi Lâm Hải, mọi người đều cho rằng anh đã vào tù. Sau cảm giác ngạc nhiên ngắn ngủi thoáng qua, vẻ mặt của Lê Văn Vân đã trở lại bình tĩnh. Mà Đỗ Tịch Tịch thì rất tò mò nói, nhân vật nổi tiếng. Nổi tiếng đến mức nào cơ. Nhà cao cửa rộng như nhà họ Diệp, nhưng Lê Văn Vân là tội phạm đi tù khiến nhà họ Diệp mất hết thể diện. Sau đó một bút hạ xuống thẳng tay xóa tên cả nhà Lê Văn Vân ra khỏi ra phả nhà họ Diệp. Vưu Tường cười như không cười nói, nếu tôi nói không sai thì là phạm tội cưỡng hiếp. Bốn chữ này vừa dứt, Đỗ Tịch Tịch đã ngơ người ra. Vẻ mặt Diệp Mộng càng thêm phức tạp. Lê Văn Vân nhíu mày lại, anh không để ý đến lời nói của Vưu Tường, chỉ nhìn thoáng qua Diệp Mộng, bình tĩnh nói tôi bị oan. Vẻ mặt Diệp Mộng không hề dao động, sau đó lắc đầu nói, chuyện đã qua, tôi không để bụng. Lê Văn Vân gật đầu, anh giải thích một câu là đủ rồi, Diệp Mộng tin tưởng hay không cũng chẳng quan trọng, thời gian 9 năm, chút tình cảm kia đã sớm chôn chặt trong lòng. Thấy không khí có vẻ xấu hổ, Đỗ Tịch Tịch ho khan một tiếng nói, "Chúng ta ra ngoài trước đi, xe đỗ ở bên ngoài." Diệp Mộng gật đầu, đi ra bên ngoài sân bay, vừa đi được hai bước, cô bỗng nhiên dừng lại, "Lê Văn Vân, mấy người chúng tôi đều là đàn anh đàn chị của Đỗ Tịch Tịch, muốn ôn chuyện với em ấy, anh không cần theo đầu." Đỗ Tịch Tịch nhíu mày lại, nhưng lại không nói gì còn lê văn vân thì nhún vai tỏ vẻ không sao cả còn vưu tường đứng bên cạnh thì nhìn lê văn vân khóe môi nở nụ cười đầy đắc ý mộng mộng nói đúng cách ăn mặc bây giờ của anh đi chung với chúng tôi cũng không hợp vưu tường cười nhạo nói thậm chí diệp mộng còn không quay người sau khi nói xong câu đó cô đã đi thẳng ra bên ngoài đỗ tịch tịch cười xin lỗi nhìn lê văn vân sau đó chạy theo ra ngoài vưu tường là người ở lại cuối cùng anh ta nhìn Lê Văn Vân, cười nhạo nói, tôi còn cho rằng anh phải sống trong tù cả đời, không ngờ mới 9 năm mà anh đã ra được rồi, nói cho anh hay, tôi và Diệp Mộng đã sắp kết hôn. Nhưng nói với anh cũng chẳng ý nghĩa gì, anh đã không còn là người cùng thế giới với chúng tôi. Nói xong, anh ta ném ánh mắt khinh thường, đi thẳng ra ngoài. Nhìn bóng dáng của mấy người họ, Lê Văn Vân sờ mũi của mình, nói, đúng là không phải người cùng thế giới. Nhà họ Diệp cũng được nhà họ bạch cũng thế, hoặc là nói dòng họ nhà vưu tưởng cũng vậy, bây giờ trong mắt Lê Văn Vân, họ đều không đáng là gì. Lúc trước, sau khi đi vào người gác đêm, anh ngẩn ngơ ở đó 6 năm, vốn dĩ lúc ấy cấp trên đã nói với anh là chỉ cần anh chấp hành xong nhiệm vụ ở Giang Thành thì sẽ có thể về Lâm Hải một chuyến. chương 27 hẳn anh sẽ không cự tuyệt chứ. Nhưng khi vừa tới Giang Thành, anh bị thương mất trí nhớ, nhoáng cái đã qua 3 năm chờ sau khi chuyện ở đây chấm dứt phải về nhà một chuyến mới được có một số việc phải nên chấm dứt lê văn vân xoa mũi nói hơn nữa đã 9 năm rồi mình chưa gặp lại bổ me nói xong anh xoay người nhìn bảng hướng dẫn rồi đi đến trạm tàu điện ngầm mua vé xong anh đi vào bên trong tàu điện ngầm người trong tàu điện ngầm không nhiều anh vì tiện tìm chỗ ngồi xuống một lúc lâu sau đó đôi mắt anh bỗng nhiên hơi híp lại trong tầm mắt của anh một bóng người đó như lửa đang đi đến cửa tàu điện ngầm khoảnh khắc bóng người vừa bước vào tàu điện ngầm đã khiến cho không ít ánh mắt của người ngồi trên tàu nhìn theo kể cả lê văn vân bóng dáng một cô gái váy đỏ dáng người nóng bỏng mặt đeo kính dâm kéo một vali đi vào bên trong toa tàu không phải hoa hồng đỏ thì là ai vậy mà lại ngồi tàu điện ngầm trong lòng lê văn vân thoảng kinh ngạc đều là sát thủ hàng đầu thì có ai mà không có cuộc cải nhiều không đếm xuể Vậy mà cô ta lại chọn ngồi tàu điện ngầm, Lê Văn Vân không ngờ được. Hoa Hồng Đỏ nhìn khắp nơi, sau đó hơi xoay người, đi tới cái ghế trống bên cạnh Lê Văn Vân, sau đó ngồi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, trong khoang tàu, lập tức có vô số ánh mắt hâm mộ ghen tị nhìn về phía Lê Văn Vân. Nhất là cậu chàng ngồi đối diện Lê Văn Vân, mặt đeo cặp kính mắt, đầu để kiểu tóc địa trung hải, anh ta nhìn Hoa Hồng Đỏ, nuốt nước miếng, rồi lại liếm liếm môi. Người thấy mùi hương hoa hồng thoang thoảng, Lê Văn Vân rất hưởng thụ, lấy di động ra chơi tiếp. Anh đẹp trai, anh là người giang thành sao? Lúc này, hoa hồng đỏ đã dùng ngón tay thon dài và trắng tinh của cô ta trợt lên bả vai Lê Văn Vân hỏi. Lê Văn Vân dương mắt nhìn về phía cô ta, cô ta gỡ kính dâm xuống, để lộ khuôn mặt không có bất kỳ tì vết nào. Ừ, thì, cũng coi như là vậy. Lê Văn Vân ho khan một tiếng. Trong mắt hoa hồng đỏ, Cô ta cho rằng Lê Văn Vân cảm thấy vì cô ta trông quá xinh đẹp mà khẩn trương. Cô ta nhìn lướt qua Lê Văn Vân, nở nụ cười xinh đẹp. "Ồ, đây là lần đầu tiên tôi đến Giang Thành, không biết ở Giang Thành các anh có nơi nào đẹp, có thể giới thiệu cho tôi không? Tuy rằng trên mạng cũng có vài chỗ nhưng mà tôi cảm thấy dân bản xứ giới thiệu hẳn sẽ tốt hơn." Hoa hồng đỏ lại nói tiếp. Lê Văn Vân trầm ngâm, giả vờ không quen biết người này, vội vàng nhiệt tình giới thiệu, Giang Thành vốn là thành phố du lịch Phong cảnh rất nhiều, đã đến Giang Thành thì nhất định phải đi tháp voi trắng, cảnh đêm ở đó tuyệt đẹp. Hơn nữa nếu tới gần bờ sông, phong cảnh càng đẹp hơn nữa. Lê Văn Vân thành thật giới thiệu cho cô ta. Trò chuyện trong chốc lát, Hoa Hồng Đỏ bỗng nhiên nói, anh biết nhiều thật, hay là tôi nhờ anh làm dẫn đường nha. Nói rồi, cô ta lại nở nụ cười xinh đẹp nói, hẳn anh sẽ không cự tuyệt chứ. Lông mày Lê Văn Vân hơi cao lại, nhìn về phía Hoa Hồng Đỏ nói, làm người hướng dẫn cũng không vấn đề, nhưng mà có tiền không? Hoa hồng đỏ hơi sừng sốt một chút. Cô ta cho rằng bản thân chủ động mời Lê Văn Vân dẫn đường cho cô ta, hẳn là Lê Văn Vân sẽ đồng ý ngay không suy nghĩ, kết quả không ngờ được là Lê Văn Vân lại đòi tiền cô ta. Tiền sao? Có đấy, nhưng đổi lại bằng một vài thứ khác không phải tốt hơn sao? Lời nói của cô ta mang theo cám dỗ vô tận. Bất kỳ người đàn ông nào nghe được câu này, chỉ sợ sẽ phản ứng Lê Văn Vân cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Đồng thời, trong đầu anh hiện lên tư liệu của Hoa Hồng Đỏ. Hoa Hồng Đỏ là sát thủ thứ bảy trong bảng thành tội ác, là sát thủ đứng đầu Hồng Nguyệt. Đã từng ám sát một tù trưởng thành danh trong một trận chiến, thực lực có lẽ tương đương từ số 30 đến số 15 của người gác đêm. Cuộc sống cá nhân hơi hỗn loạn, thích thông đồng với những người đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh. Hiển nhiên, Lê Văn Vân đã bị cô ta để mắt trở thành con mồi của cô ta nhìn thấy phản ứng của lê văn vân môi hoa hồng đỏ hơi cong lên hiển nhiên là cực kỳ hài lòng về anh thế nào cô ta đến gần lê văn vân những cánh tay lê văn vân lại có cảm giác co giãn kinh người cô ta không ngờ rằng lê văn vân sẽ từ chối mình cô ta không ngờ rằng lê văn vân sẽ từ chối mình lê văn vân thở ra một hơi sau đó nói được thôi được thôi trong giọng nói của Lê Văn Vân chứa đựng sự mong chờ. Chương 28 tôi buồn bực là vì chuyện khác. Sau khi nghe thấy Lê Văn Vân nói, vẻ mặt của Hoa Hồng Đỏ ngây ra, sau đó nụ cười trên mặt cô ta đã dần biến mất không còn, giọng điệu cũng không còn cảm giác quyến rũ như vừa rồi, chỉ lạnh nhạt nói thôi bỏ đi, tôi tự chơi một mình vậy. Cả người Lê Văn Vân choáng váng. Vậy anh phải nương theo tình huống thế nào nữa đây? Lúc này, Hoa Hồng Đỏ nhàn nhạt nói, hừ. Loại đàn ông như anh không có sức khiêu chiến, không thú vị. Nói rồi, cô ta đeo kính dâm lên, không thèm liếc mắt nhìn Lê Văn Vân lấy một lần. Lê Văn Vân thầm mắng trong lòng, nếu không phải người đông, chỉ bằng vừa nãy cô đùa giỡn tôi, chỉ bằng cô là người của Hồng Nguyệt, ông đây đã sớm lấy dao đâm chết cô rồi. Đồng thời, anh liếc mắt nhìn hoa hồng đỏ, trong lòng thầm cười lạnh một tiếng, nói, nếu cô đã đến Giang Thành thì sớm hay muộn sẽ rơi vào tay tôi. Mẹ kiếp Đến lúc đó, tôi sẽ hung hăng trả đạp cô. Đương nhiên hoa hồng đỏ ngồi bên cạnh anh lại cho rằng ánh mắt của Lê Văn Vân là ánh mắt khát vọng và không cam lòng, nụ cười khinh thường trên khóe môi cô ta càng đậm hơn. Tàu điện ngầm lao về phía trước. Cùng lúc này, bên kia, Đỗ Tịch Tịch đang lái xe, đưa nhóm người Diệp Mộng đi ăn cơm, trên mặt Đỗ Tịch Tịch mang theo tò mò, nói: "Đúng rồi, rốt cuộc chuyện mọi người nói Lê Văn Vân phạm tội cưỡng hiếp là sao? Em thấy anh ta không giống vậy." Hơn nữa anh ta còn đã cứu mạng bố em, bố em biết ơn anh ta lắm. Vào 9 năm trước, có một lần anh ta hẹn em họ Diệp Mộng ra ngoài ăn cơm, sau đó bỏ thuốc em họ Diệp Mộng. Làm cho em họ Diệp Mộng ngủ mê, vưu tường mắng, nếu như anh ta thích em họ Diệp Mộng, trực tiếp theo đuổi là được, thế mà lại sử dụng cách thức hạ tiện thế này. Quan hệ giữa Diệp Mộng và em họ cô ấy rất tốt, sau này cô nên cách xa anh ta. Ra đi. Đỗ Tịch Tịch kinh ngạc nhìn về phía diệp mộng hỏi chị diệp mộng đây là thật sao sau khi diệp mộng lên xe thì không hề nói một câu chỉ mãi nhìn ra bên ngoài cửa sổ sau khi nghe đỗ tịch tịch nói hơi gật đầu loại người này nên ở trong tù cả đời đi ai biết sau khi anh ta ra tù sẽ ra tay với cô gái nào nữa vưu tường mắng anh ta cũng biết bản thân không còn mặt mũi ở lại thành phố lâm hải sau khi ra tù đã chạy đến giang thành sao cô quen biết với anh ta anh ta đi làm ở công ty cô sao tâm trạng của đỗ tịch tịch hơi phức tạp cô ấy lắc đầu nói không có tôi trùng hợp quen anh ta mà thôi lúc trước anh ta làm mấy việc như bế gạch ở công trường bê gạch vưu tường phụt cười một tiếng nói ha 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 đúng thôi người ở trong tù mấy năm ra ngoài không biết gì cả thì chỉ có thể làm mấy công việc thể lực này thôi diệp mộng ở bên cạnh nghe vậy thì nhíu mày không biết cô đang nghĩ gì nữa Vưu Tường tiếp tục nói, về sau cô đừng qua lại với anh ta, cô xinh đẹp như vậy, không chừng chính là mục tiêu của anh ta đó. Ở bên kia, Lê Văn Vân có hơi buồn bực vì tới chạm, anh bước xuống tàu điện ngầm. Sau lúc nãy, hoa hồng đỏ không hề nói chuyện với anh thêm một câu nào nữa, giống như thiên nga kiêu ngạo, đeo kính dâm, bình tĩnh ngồi một chỗ. Lê Văn Vân đi xuống từ tàu điện ngầm, bây giờ đã 6 giờ chiều, khi anh về tới nhà, Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U đã nấu cơm xong, Lý Tiểu U nhìn vẻ mặt buồn bực của Lê Văn Vân hỏi, có chuyện gì vậy? Không có việc gì, Lê Văn Vân gãi đầu nói, nhắc nhở hai người trước, hoa hồng đỏ đã đến Giang Thành. Giây tiếp theo, Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía anh. Lý Tiểu U kinh ngạc nói, anh gặp cô ta rồi. Lê Văn Vân gật đầu. Phạm Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng nói, khi hoa hồng đỏ đến một thành phố mới đều sẽ thông đồng với một người đàn ông tuổi trẻ khỏe mạnh làm bạn tình với cô ta, Nhìn dáng vẻ này của anh, là bởi vì hoa hồng đỏ không thông đồng với anh nên trông anh có vẻ buồn bực rồi, mới nhìn ảnh chụp hoa hồng đỏ thì thấy đúng là một người cực kỳ xinh đẹp. Anh hơi chột dạ nói, sao có thể, lòng tôi chỉ có một mình bác sĩ Phạm Cô thôi, tôi buồn bực là vì chuyện khác. Phạm Nhược Tuyết liếc mắt nhìn Lê Văn Vân, còn Lý Tiểu U hỏi, đó là chuyện gì? Chương 29, đuổi ra ngoài. À, tôi gặp lại bạn học trước kia ở thành phố Lâm Hải, Diệp Mộng hẳn là hai người đã biết một chút chuyện trước kia của tôi lê văn vân nói phạm nhược tuyết ngẩn ra quá khứ của lê văn vân cô có biết cũng có nghe đến vẻ mặt cô rung động cô ta nói gì anh sao thật ra cô ta không nói gì nhưng con chó bên cạnh cô ta cứ thích lải nhải lê văn vân cận lời nói lúc ấy tôi đi cùng đỗ tịch tịch đỗ tịch tịch cũng hiểu lầm phỏng chừng sau này muốn xuất hiện bên cạnh cô ấy để âm thầm bảo vệ là không thể nào rồi Phạm Nhược Tuyết trầm ngâm một chút, rồi không phát biểu ý kiến, cô nhìn thoáng qua Lý Tiểu A nói, ăn cơm đi. Cô cúi đầu, sau đó nói, cũng không thể cũng nối oan mãi được, dù sao công việc của người gác đêm bên này không cần anh xử lý, chờ sau khi chuyện ở Giang Thành chấm dứt, anh về lại thành phố Lâm Hải giải quyết cho xong chuyện đó đi. Lê Văn Vân thoáng cảm thấy ấm lòng, tôi biết rồi, là cô để ý đến tôi. Phạm Nhược Tuyết không trả lời Lê Văn Vân, ăn cơm xong, cô và Lý Tiểu U cùng ra ngoài. Một đêm không trò chuyện, ngày hôm sau, Lê Văn Vân đã ngủ tới hơn 10 giờ, anh bị cuộc gọi đến đánh thức, là Hoàng An gọi điện thoại đến. Alo, Lê Văn Vân nhận cuộc gọi, hỏi có chuyện gì vậy? Cậu mau tới công ty một chuyến, có một người phụ nữ đến trước của công ty, vừa mới làm lầm ý ở trước sảnh công ty, nói là mẹ vợ cậu, trong công ty này có một nửa cổ phần của nhà bà ta, bắt công ty chúng ta phải ký hợp đồng với công ty Ngô Dương hoàng an nói bà ta nói là mẹ vợ cậu nên chúng tôi không dám quá tay lê văn vân choáng váng anh không ngờ rằng ngô thị hương lại vô liêm sỉ đến vậy chạy đến công ty gây ẩm ý đúng là người phụ nữ đanh đá mà bây giờ bà ta còn quậy phá không lê văn vân hỏi bây giờ đã được nguyễn thị lệ dỗ dành đang ngồi trong văn phòng tối hoàng an không biết phải nên thế nào lê văn vân gật đầu anh rời giường rửa mặt qua loa sau đó lập tức bắt một chiếc xe chạy về hướng công ty thật ra bây giờ công ty rất bình thường nhưng ngay khi lê văn vân vừa xuất hiện ở công ty đã có không ít người lặng lẽ nhìn anh vẻ mặt khác nhau tính đến nay đây là lần đầu tiên lê văn vân dùng thân phận ông chủ xuất hiện ở công ty lê văn vẫn cười nói đây chỉ là việc nhỏ mọi người làm việc trước đi để tôi đi xử lý nói rồi anh mở cửa ra trong phòng Ngô Thị Hương đang chống nạnh ngồi trên ghế của Hoàng An, trên sofa bên cạnh, Ngô Dương và Nguyễn Thị Lệ đang ngồi đó. Vừa nhìn thấy Lê Văn Vân đi vào, bà ta đã lườm nguyết liếc Lê Văn Vân nói, hừ, Lê Văn Vân, tôi đã đi kiểm tra rồi, công ty này là tài sản sau khi cậu và Vũ Đồng kết hôn, Vũ Đồng cũng có một nửa cổ phần, cho nên cần phải ký hợp đồng với anh cả của tôi, sau đó phải chia hoa hồng cho chúng tôi. Sóng điệu nói chuyện của bà ta vô cùng ngang ngược, nhìn Lê Văn Vân nói, còn nữa, Ngày hôm qua cậu đã tát tôi một cái, cũng phải bồi thường." Ngô Dương cũng tiếp lời, "Đúng vậy, Lê Văn Vân, cậu không thể qua cầu rút ván như vậy được, cậu kết hôn với Vũ Đồng 3 năm, mạng cậu cũng là bố nó cứu, tuy rằng ly hôn, giúp đỡ chúng tôi cũng là việc nên làm." "Trước kia tôi đã gặp người không biết xấu hổ, nhưng chưa gặp người nào không biết xấu hổ đến mức như nhà các người." Lê Văn Vân cười như không cười nhìn Ngô Thị Hương nói, "Tôi mua công ty này sau khi ly hôn với cô ta." không có một các tiền nào là của Nguyễn Vũ Đồng cả. Và càng không có liên quan gì đến các người cả. Không có, hôm nay cậu không cho, tôi sẽ không đi, sau này ngày nào tôi cũng sẽ đến công ty mấy người quậy phá ẩm ý. Ngô Thị Hương cười lạnh nói. Lê Văn Vân thở ra một hơi, lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngô Thị Hương, sau đó gọi ra bên ngoài, bảo vệ. Rất nhanh, mấy bảo vệ mặc đồng phục chạy vào trong, Ngô Thị Hương trợn mắt, nói, mấy người muốn làm gì, con gái của tôi có một nửa cổ phần trong công ty các người. Đến tòa án cũng đã nói được, các người dám đụng vào tôi, đừng hòng làm ở đây nữa." Lê Văn Vân nhàn nhạt nhìn bà ta, rồi nói, "đuổi ra ngoài." Anh lười dây dưa với loại người đanh đá vô nghĩa như bà ta. "Lê Văn Vân, cậu thật quá đáng, cho dù thế nào, bọn họ đã cứu cậu một mạng mà." Ngô Dương vội vàng nói. "Đuổi cả người này ra ngoài." Lê Văn Vân chỉ vào Ngô Dương, Vẻ mặt Ngô Dương thay đổi. Chương 30 thật không biết xấu hổ. Vốn bọn họ nghĩ đến đây quậy phá một chút, Lê Văn Vân lo lắng danh tiếng, mặc dù không lấy được cổ phần nhưng hẳn sẽ ký được hợp đồng, kết quả ngàn vạn lần không ngờ rằng Lê Văn Vân vốn dĩ không thèm nhiều lời với bọn họ. Nói rồi, ánh mắt Lê Văn Vân từ từ dừng trên người Nguyễn Thị Lệ. Cả người Nguyễn Thị Lệ nhịn không được hơi run lên, sau đó Lê Văn Vân lạnh nhạt nói, cô cũng thu dọn đồ đạc đến chỗ khác làm đi. Công ty chúng tôi không dám thuê cô." Vẻ mặt Nguyễn Thị Lệ biến đổi, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch. Nguyễn Thị Lệ sinh ra đã rất xinh đẹp, bình thường bởi vì vẻ bề ngoài mà cô ta rất kiêu ngạo đối với người bình thường. Nhưng bất kể thế nào thì xuất thân của cô ta cũng bình thường, mặc dù muốn câu được rùa vàng nhưng sâu trong nội tâm lại hơi có vẻ bảo thủ. Cô ta coi thường những người đàn ông bình thường, nhưng lại không câu được con nhà giàu. Cô ta chỉ là một nhân viên văn phòng rất bình thường. Ở Giang Thành, quy mô của công ty Thịnh Thế không được coi là công ty đứng đầu, nhưng cũng là một công ty có quy mô tương đối lớn, tài sản của công ty cũng không nhiều hơn 100 triệu. Điều kiện tại Thịnh Thế cũng khá tốt. Kể từ khi Lê Văn Vân trở thành ông chủ, cô ta vẫn lo lắng mình bị sa thải, nhưng mấy ngày nay, Lê Văn Vân không hề nói đến việc đó. Nghe thấy lời Lê Văn Vân nói, khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Thị Lệ lập tức tái đi, mất đi công việc này Cô ta sẽ khá khó khăn để tìm được công việc khác giống như thế này." Nguyễn Thị Lệ cắn răng, sau đó cô ta cười lạnh một tiếng nói, "Lê Văn Vân, đừng tưởng rằng anh có được chút tiền là giỏi lắm, ai hiếm lạ gì công việc này của anh, đến lúc đó cao phái nhất định sẽ giới thiệu cho tôi một công việc tốt hơn công việc này của anh gấp 10 lần." Lê Văn Vân không trả lời cô ta, quay người bước ra khỏi phòng làm việc, trên hành lang, Ngô Thị Hương vẫn đang la hét. "Lê Văn Vân, mày là thằng ăn cháo đá bát!" Mọi người hãy cẩn thận, ông chủ của công ty mấy người là một thằng ăn cháo đá bát. À, cậu ta và con gái tôi ly hôn, không cho nó một các bạc nào cả, chính chúng tôi là người đã cứu mạng cậu ta. Cậu ta có tiền liền biến thành người xấu. Bị nhân viên bảo vệ kéo đi, nhưng miệng vẫn còn trống to. Hai người Ngô Thị Hương và Ngô Dương trực tiếp bị kéo xuống, khi xuống tầng dưới đã có không ít người đi qua dừng lại. Trần Vũ cũng ở trong đám đông bị hét đến mức không thể nghe được nữa, nhảy ra ngoài mắng, bà không biết xấu hổ khi nói Lê Văn Vân là ăn cháo đá bát à. Lê Văn Vân đúng là được chồng bà cứu, chồng bà để cậu ấy cưới con gái bà, trước kia Lê Văn Vân bị thương nên mất trí nhớ, thậm chí cả mật khẩu của thẻ ngân hàng cũng không nhớ, nhưng để nuôi mẹ con các người, 365 ngày hầu như cậu ấy không được nghỉ ngơi ngày nào, ra công trường đi làm nuôi các người, làm trâu làm ngựa cho mấy người suốt 3 năm. Nhưng mấy người thì sao? con gái bà ngoại tình, ra ngoài dụ dỗ một thằng nhà giàu, sau đó lập tức đá Lê Văn Vân, căn nhà mà Lê Văn Vân cực khổ kiếm tiền cũng đứng tên mấy người, bà đuổi thẳng cậu ấy ra ngoài. Trần Vũ tức giận mắng to, trên người cậu ấy không có một đồng tiền nào. Bây giờ cậu ấy khôi phục trí nhớ, nhớ tới mình đã từng có rất tiền mới thu mua công ty này, sau đó mấy người tới cửa đòi tiền, thật không biết xấu hổ. Trần Vũ trợn mắt nhìn bà ta. Nhân viên bảo vệ dừng lại theo bản năng người vây xem nghe đến đây chân mày cũng nhíu lại những người trong gia đình này bị sao vậy bà ta hình như là thím của nguyễn thị lệ trước đây tôi thấy nguyễn thị lệ dẫn họ vào nguyễn thị lệ người của bộ phận nhân sự cô ta cũng không phải thứ tốt lành gì bởi vì hơi dễ nhìn mà có quan hệ mập mờ với không ít người trong công ty xem ra cả nhà bọn họ đều không phải người tốt lành gì lê văn vân vừa vặn từ trên tầng đi xuống nguyễn thị lệ liền nghiến răng nghiến lợi đi theo phía sau anh sắc mặt cô ta hơi thay đổi khi nghe thấy lời này ngô thị hương nghe trần vũ nói như vậy sắc mặt cũng khó nhìn bà ta trợn mắt nhìn về phía trần vũ mà mắng cậu là ai cậu thì biết gì về chuyện nhà chúng tôi cần cậu đến nơi này lắm mồm sao tôi không nhìn nổi mấy người đấy thật không biết xấu hổ trần vũ trợn mắt nhìn ngô thị hương đầu tiên sắc mặt của ngô thị hương là khó coi sau đó bà ta bắt đầu la hét ẩm ý Lôi ra đi, Lê Văn Vân bước xuống, bình tĩnh nói. Audio điện tử võ tấn bền. chương 31 tất nhiên, giá cả hơi đắt đỏ. Nhân viên bảo vệ kéo hai người ra ngoài, đối với tiếng gào thét của Ngô Thị Hương, Lê Văn Vân không quan tâm, dù sao anh không đến công ty, những người này nói về mình như thế nào, anh không cảm thấy có vấn đề gì cả. Anh nhìn những người xung quanh đang vây xem, cao mày nói, tất cả giải tán đi, đừng nhìn. Nữa, Nói xong, anh nhìn về phía Nguyễn Thị Lệ nói, cho cô nửa giờ để thu dọn đồ đạc, sau đó rời đi, đúng rồi, trở về thì nói cho những người trong gia đình kia. Nói đến đây, giọng điệu của Lê Văn Vân đột nhiên trở nên lạnh lùng, sự nhẫn nại của tôi đã đến cực hạn, sau này đừng tới kích động tôi, nếu không, tôi sẽ lấy lại căn nhà kia. Nguyễn Thị Lệ nghiến răng, quay người đi về phía bộ phận của mình. Ring ring ring. Lúc này, điện thoại di động của Lê Văn Vân vang lên anh nhìn trần vũ nói được rồi vậy cậu đi làm việc trước đi tôi nhận cuộc gọi này được chờ sau khi nhạc nhạc xuất viện tôi phải mời cậu ăn một bữa cơm lê văn vân tôi nợ cậu một ân tình lớn đổi bằng mạng cũng không đủ trần vũ nghiêm túc nói mau cút đi già mồm lê văn vân mắng trần vũ cười ha ha xoay người chạy về phía bộ phận nhân sự đến khi anh ấy rời đi lê văn vân mới cầm điện thoại di động lên thấy rằng là đỗ tịch tịch gọi tới ngày hôm qua sau khi bọn vưu tường nổ súng rời đi đỗ tịch tịch không nói gì cả rõ ràng ba chữ kẻ hiếp dâm đó khiến cô ấy cảm thấy sợ hãi nhưng anh không ngờ rằng đỗ tịch tịch thật sự chủ động gọi điện cho anh lê văn vân nhíu mày nhận điện thoại hỏi alo tôi xin lỗi về chuyện hôm qua đỗ tịch tịch chủ động nói xin lỗi với lê văn vân không có chuyện gì lê văn vân không để ý quá nhiều anh đến chỗ tôi đi tôi đang ở tháp voi trắng với chị diệp mộng Đỗ Tịch Tịch nói, "Chị Diệp Mộng, hẹn gặp lại." Lê Văn Vân cau mày, "Anh không ngờ Diệp Mộng muốn gặp anh." Anh gật đầu nói, "Được rồi, tôi sẽ đến chỗ cô." Ra cửa, anh bắt xe tới Tháp Voi Trắng. Tháp Voi Trắng là một điểm thu hút khách du lịch ở Giang Thành, nằm ở vị trí cao nhất của Giang Thành, gần bờ sông, phong cảnh cực đẹp, rất nhiều người đến du lịch sẽ chọn cư trú ở đây. Tất nhiên, giá cả hơi đắt đỏ. Bây giờ làn sóng khai thác thương mại tương đối mạnh mẽ, rất nhanh, Lê Văn Vân đã đến trước một quán trà gần tháp voi trắng, sau đó anh gọi đỗ tịch tịch một cuộc điện thoại để xác nhận phòng, sau đó anh bước vào quán trà. Trong một phòng bao nào đó của quán trà, Lê Văn Vân chậm rãi mở cửa phòng. Trong phòng, mùi thơm của trà ở khắp nơi, đỗ tịch tịch và Diệp Mộng đang ngồi đối diện nhau, thấy Lê Văn Vân đi tới, đỗ tịch tịch cười nói, mau tới đây, anh có lộc ăn, có thể tự mình nếm thử một chút tài năng pha trà của chị Diệp Mộng. Diệp Mộng ngồi trước bộ trà cụ tựa như một mỹ nhân cổ điển, mỗi một động tác đều tương đối tao nhã. Lê Văn Vân bước vào phòng, Diệp Mộng không nhìn anh mà nói với Đỗ Tịch Tịch, Tịch Tịch, em có thể để chị và Lê Văn Vân nói vài câu với nhau được không? Đỗ Tịch Tịch gật đầu nói, vậy em đi ra ngoài chờ bọn chị một lát. Nói xong, cô ấy tò mò lướt nhìn Lê Văn Vân, bước ra khỏi phòng sau khi cô ấy đi diệp mộng liếc mắt nhìn người đối diện nói ngồi đi lê văn vân gật đầu ngồi xuống đối diện với cô diệp mộng đẩy cho anh một ly trà lê văn vân không chào hỏi anh cầm ly trà lên uống liền một ngụm sau đó đập vào miệng ly một cái nhìn thấy hành động của anh diệp mộng nhíu mày sau đó lắc đầu nói anh thật sự đã thay đổi rất nhiều trước đây anh rất thích uống trà hơn nữa còn biết cách pha trà lê văn vân cong môi trong lòng Trước đây anh thích trà đạo bởi vì Diệp Mộng thích, cho nên anh mới âm thầm tìm hiểu. Nhưng trong thế giới của người gác đêm, không có thời gian để anh từ từ thưởng thức trà. Đã 9 năm rồi, thay đổi một chút là chuyện bình thường. Lê Văn Vân cười nói. Diệp Mộng vuốt lọn tóc bên tai, sau đó ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn về phía Lê Văn Vân nói, em sắp kết hôn với Vưu Tường. Anh biết, Lê Văn Vân gật đầu nói, hôm qua Vưu Tường đã khoe với anh em không thích anh ta. Diệp Mộng lại nói, chương 32 không thích thì đừng cưới. Nhưng em không thích anh ta. Diệp Mộng ngẩng đầu lên, nhìn Lê Văn Vân, khi nói lời này, bên trong đôi mắt xinh đẹp vẫn là sự bình tĩnh có một không hai. Lê Văn Vân nhướng mày nói, không thích thì đừng cưới. Diệp Mộng thở dài một cái, lắc đầu nói, không còn cách nào khác, công ty nhà em gặp chút vấn đề, vừa vặn nhà vưu tường họ có thể giúp một tay, yêu cầu của họ là cưới em em muốn từ chối nhưng không cách nào từ chối được trong gia tộc của nhà giàu chắc chắn luôn dính líu đến những việc như vậy lê văn vân cau mày một cái hỏi cho nên em muốn anh giúp em sao diệp mộng lắc đầu nói anh có thể giúp em gì đây nếu như ban đầu anh không xảy ra chuyện như vậy thành tựu của anh không tệ được nhà họ lê coi trọng có lẽ anh có thể giúp em một chút trong lòng lê văn vân chết lặng trên thực tế Bây giờ anh căn bản không quá coi trọng nhà họ Vưu. Anh có thể kim cương của ngân hàng Tân Hải, trong 6 năm làm cho người gác đêm, anh đã nắm trong tay mạng giao thiệp khổng lồ, có không ít sản nghiệp cả trong và ngoài nước, hơn nữa được sự hậu thuẫn của một nhân vật khổng lồ trong người gác đêm. Tuy rằng anh chưa từng trở lại Giang Thành, nhưng trên thực tế, cha mẹ anh vẫn luôn được anh sắp xếp ổn thỏa. Có lẽ, anh thực sự có thể giúp một tay Lê Văn Vân sờ mũi. Diệp Mộng cau mày, sau đó nói, Lê Văn Vân, anh hẳn biết tính tình này của em không có nhiều bạn khác giới, thậm chí là không có, anh đã từng được tính là một người, 9 năm trôi qua, chuyện lúc trước em không muốn nhắc tới, em họ em cũng đã lập gia đình, anh vất vả từ ngục giam ra ngoài, tối hôm qua em đã nói với Tịch Tịch, nhờ cô ấy giới thiệu anh vào làm việc trong công ty của họ. Anh hãy trở thành người tốt đi. Lê Văn Vân im lặng, rõ ràng Diệp Mộng không nghe hiểu câu nói oan uổng hôm qua của anh anh cong môi nói cho nên em gọi anh đến đây để nói điều này sao em nói em không có nhiều người bạn khác giới diệp mộng nói hơn nữa chín năm không gặp em muốn gặp anh cùng anh nói chuyện mấy câu hôm qua vưu tường ở đó cùng anh nói những chuyện này anh ta sẽ không vui trong lòng lê văn vân khẽ động anh ngẩng đầu nhìn về phía diệp mộng chín năm tuổi của diệp mộng đã lớn thêm một chút nhưng tính cách của cô dường như không có gì thay đổi vẻ lạnh lùng và tao nhã vẫn tồn tại từ trong xương tủy khi diệp mộng thấy lê văn vân đang nhìn mình mặt thoáng đỏ lên em thật sự không muốn kết hôn với vưu tường sao lê văn vân lại hỏi không muốn kết hôn thì sao chứ em đã đính hôn rồi diệp mộng nói nếu như không kết hôn tổn thất của gia đình sẽ rất lớn người nhà không cho phép lê văn vân khẽ mỉm cười nói anh hiểu rồi diệp mộng nhíu mày khi nghe những lời lê văn vân nói sau đó lắc đầu. Cô không nghĩ Lê Văn Vân có thể làm gì, cô lắc đầu một cái, nhìn ra bên ngoài nói tịch tịch, vào đi. Đỗ tịch tịch bước vào, trên mặt cô ấy lộ ra hai má lúng đồng tiền, nhàn nhạt, nhạt nói sao hai người nói chuyện phiếm xong sớm vậy. Diệp mộng gật đầu một cái, sau đó đứng dậy nói chúng ta phải trở về, nếu không lát nữa vưu tường hỏi tới sẽ rất phiền phức. Vẻ mặt Lê Văn Vân hơi động, sau đó gật đầu nói được rồi. Để anh tiến hai người. Đỗ tịch tịch đi trả phòng, một nhóm ba người rời quán trà, đi về phía bãi đậu xe bên cạnh. Hả, sau khi rời khỏi quán trà không lâu, lông mày của Lê Văn Vân khẽ giật, anh cảm giác được phía sau mình còn có một người theo đuổi. Đưa mắt nhìn hai người đô tịch tịch rời đi, Lê Văn Vân vô chán nói, thôi chết, quên mất hỏi hai người họ tới Giang Thành làm gì. Cùng lúc đó, phía sau lưng có hai người đi về phía anh, một người trong đó tiến lên vỗ bả vai Lê Văn Vân một cái. Có chuyện gì? Lê Văn Vân bình tĩnh hỏi. Anh Trịnh của chúng tôi mời anh đi một chuyến, người đó nhìn Lê Văn Vân, thản nhiên nói. Anh Trịnh, Trịnh Hòa. Hóa ra là chuyện Đỗ Tịch Tịch lấy anh làm lá chắn. Hôm qua anh đã hỏi thăm một chút về Trịnh Hòa với Phạm Nhược Tuyết. Anh phát hiện gia đình đó thật không bình thường, Đỗ Thương Bắc là người giàu nhất Giang Thành, mà trên thực tế nhà của Trịnh Hòa so với Đỗ Thương Bắc cũng không kém hơn bao nhiêu. Giang Thành lớn như vậy, trên phương diện làm ăn hai nhà chắc chắn có tranh đoạt lẫn nhau, cho nên quan hệ hai nhà này không tính là quá tốt. Mà trong số những người có tiền ở Giang Thành, Trịnh Hòa và Đỗ Tịch Tịch có tuổi tác sắp xỉ nhau, còn quen nhau từ nhỏ, phần lớn đều học chung trường, sau khi vào đại học Trịnh Hòa đã bắt đầu theo đuổi Đỗ Tịch Tịch. Đúng vậy, Trịnh Hòa cũng tốt nghiệp đại học Lâm Hải, là trường hàng đầu trong nước, không ít người có tiền muốn đưa con cái mình đến trường đại học này. Dù sao cũng không có chuyện gì vừa vặn có thể giải quyết phiền toái này. Lê Văn Vân sờ mũi, nhìn hai người nói, dẫn đường. Lời nói của anh ngược lại khiến hai người kia sững sờ. Ban đầu họ nghĩ rằng Lê Văn Vân sẽ từ chối, sau đó họ sẽ đe dọa một chút, thể hiện một chút thủ đoạn của họ. Nhưng Lê Văn Vân lại đồng ý, ngược lại bớt đi cho họ không ít phiền toái, một người trong đó cười âm hiểm một tiếng, nói, vậy chúng ta đi. Chương 33 nghe không hiểu à? Nói xong, anh ta đẩy lê văn vân một cái lê văn vân cười một tiếng đi theo họ lên một chiếc xe thằng nhóc lá gan không nhỏ đỗ tịch tịch là người phụ nữ mà cậu có thể có sao sau khi khởi động xe một người cười lạnh nói tôi đã nói rõ với cậu rồi cô ấy là vợ chưa cưới của anh trịnh chúng tôi lê văn vân mỉm cười phất lờ anh ta vẫn còn có thể cười được đến khi thấy anh trịnh chính là lúc cậu sẽ khóc trên mặt người kia lộ ra một tia ác độc nói tất nhiên những lời này không có tác dụng đe dọa nào đối với lê văn vân anh còn có thể đi nhờ xe miễn phí trở lại thành phố bình thường xe chạy khoảng nửa giờ dừng lại ở một xưởng sửa xe trước cửa có mấy chiếc ô tô hạng sang sau khi lê văn vân xuống xe một người trong hai người theo dõi liền nhẹ đẩy anh nói vào đi s lê văn vân từ cổng bước vào thì thấy bên trong khá rộng bên ngoài nhìn qua thì giống xưởng sửa xe nhưng bên trong thì có đủ thứ sân tennis sân bóng rổ nhỏ, ở giữa còn được ngăn bởi mấy tầng lừng. Trong sảnh để không ít xe sang, Lê Văn Vân nhìn một cái, có ít nhất mười mấy chiếc. Giữa sân có một khoảng trống lớn, kế rất nhiều ghế sofa, lúc này có khoảng 20 nam nữ thanh niên đang ngồi trên ghế sofa, Lê Văn Vân nhìn qua, liền phát hiện có vài người quen. Bắt mắt nhất dĩ nhiên là Trịnh Hòa với mái tóc nhuộm màu xanh lam. Ngồi bên cạnh anh ta chính là Vưu Tường. Đúng vậy, Lê Văn Vân không ngờ Vưu Tường cũng ở đây, bên cạnh anh ta còn có một cô gái xinh đẹp ăn mặc gợi cảm, lúc này Vưu Tường đang ôm eo cô ta. Nhìn thấy cảnh này, Lê Văn Vân khẽ nhíu mày. Khi Vưu Tường nhìn thấy Lê Văn Vân, anh ta cũng hơi kinh ngạc đứng lên. Ngoài ra, còn có một số người quen, vết thương trên mặt của Trần Nghị và Cao Phái vẫn chưa lành. Anh cũng đã nhìn thấy một số người đàn ông khác trong cuộc tụ tập của đám con nhà giàu. Khi anh bước vào, Trịnh Hòa đang ngông cuồng khoe khoang, anh Tường, không phải em khoe khoang với anh đâu, căn cứ này tốn của em không ít tiền, bàn về chỗ sửa xe, hiếm có nơi nào ở trong nước sửa xe sang tốt hơn chỗ của em, xe của những người anh em này đều được sửa ở chỗ em đấy. Anh Trịnh, đã mang người tới, hai người dẫn Lê Văn Vân tiến vào nói. Lê Văn Vân bị đẩy đến giữa đám người này, vưu tường nhìn Lê Văn Vân, cười như không cười nói, cậu nói bạn trai của tịch tịch chính là anh ta à. Trịnh Hòa sửng sốt một chút, nhìn về phía vưu tường hỏi anh tường anh quen biết à biết tôi biết vưu tường vui vẻ nói nhưng mà không cần để ý đến tôi nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế tôi không quen anh ta hơn nữa còn coi như có chút thù lúc này trịnh hòa mới thở phào nhẹ nhõm anh ta vắt chéo hai chân ngồi trên cái ngại lớn ngẩng đầu nhìn lê văn vân nhàn nhạt, nhạt nói quỳ xuống trước đã hơn hai mươi ánh mắt đều đổ dồn vào trên người lê văn vân cô gái kia có vẻ ngoài không tệ, ăn mặc gợi cảm, dường như họ đã quá quen với việc nhìn thấy chuyện như vậy, nhìn Lê Văn Vân với ánh mắt xem náo nhiệt. Trần Nghị và Cao Phái đều ngồi bên kia, cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn Lê Văn Vân. Chật chật, mày cho rằng có lão già đỗ thương bắc kia che chở là tao sẽ sợ mày ư. Tao không phải cải loại như Phan Minh Vũ. Trịnh Hòa nói, đồng thời sắc mặt đen xuống, nói tao bảo mày quỳ xuống nói chuyện, nghe không hiểu à. Âm thanh vừa dứt, vài người bên cạnh cầm theo gậy bóng chảy, ống thép, vợt tennis. Đồng thời đi về phía trước vài bước. Lê Văn Vân sờ mũi, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt chậm rãi quét qua trịnh hòa, sau đó môi khẽ động mở miệng nói anh cũng xứng được sửa trước mặt tôi sao. Anh cũng xứng được sửa trước mặt tôi sao. Lê Văn Vân mỉm cười, nhìn trịnh hòa, thản nhiên mở miệng, đối chọi gay gắt. Trong thoáng chốc, toàn bộ bên trong công xưởng đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía Lê Văn Vân, biểu cảm của phần lớn người đều hơi dại ra. chương 34 rượu ngon, không thể lãng phí. Đặc biệt là những người trước kia không quen biết Lê Văn Vân, bọn họ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây là khu vực tư nhân của Trịnh Hòa, những cô gái này thường xuyên được gọi đến chơi, gọi là chơi nhưng chỉ cùng uống rượu với mấy công tử này mà thôi, đương nhiên bao gồm cả ngủ. Các cô có thể kiếm được tiền bầu cực kỳ hậu hĩnh từ việc đó đến đây nhiều lần như vậy, bọn họ đã biết rất nhiều người bị trịnh hòa dẫn vào trong bãi, nhẹ thì rời đi với mặt mày sưng phù, nặng một chút thì sẽ vào nằm trong bệnh viện hơn mấy tháng. Thế nhưng cho dù là ai, đã đi vào trong công xưởng này, đều khúm na khúm núm khi đối mặt với trịnh hòa. Lê Văn Vân là người đầu tiên dám to tiếng với trịnh hòa ở đây. Sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, một người cầm gậy bóng chạy lại gần, nói, thằng nhãi, con mẹ nó, mày vừa nói cái gì? Mày có tin bố mày giết chết mày không? Lê Văn Vân nhướn lông mày lên, nhìn thoáng qua anh ta, chỉ tay vào đầu của mình, nói tới, đập vào đây này, không đập được thì anh là cháu trai của tôi. Trên mặt người kia đầy thức giận, cầm gậy bóng chảy đi tới, lớn tiếng nói, con mẹ nó, mày cho rằng tạo không dám à? Hiển nhiên, bình thường anh ta đã làm loại chuyện thế này không ít lần. Dừng tay, thú vị đấy, thú vị đấy. Trịnh Hòa vỗ tay, đứng lên nói, ở Giang Thành mày là người đầu tiên dám nói chuyện với tao như vậy lê văn vân mỉm cười với anh ta cho nên người không biết rõ còn tưởng mày là con của nhà giàu có quyền thế nào đó trịnh hò nói bước một bước đứng lên cái bàn bầy đầy rượu đằng trước anh ta nâng một cái ly lên cầm một chai rượu vừa rót rượu vừa đi tới chỗ lê văn vân nhưng trên thực tế mày chỉ là một con chó bốc vác ở công trường trong lúc nói chuyện anh ta đã tới trước mặt lê văn vân Cầm bình rượu nói, một con chó như mày, ông đây giết chết mày thì không ai thèm giải oan cho mày. Tại sao mày dám ngông cuồng trước mặt tao? Nói xong, mặt của anh ta đột nhiên trở nên dữ tợn, ly rượu trong tay trái hất thẳng lên người Lê Văn Vân. Đồng thời, chai rượu dày cộp trong tay phải kia bỗng nhiên vung tới đầu của Lê Văn. Vân, khóe miệng Lê Văn Vân lộ ra một tia khinh thường, thân thể anh hơi nghiêng đi, trong khi nó tránh rượu, hai tay bất thình lình dơ ra. Gần như trong một chớp mắt, Trịnh Hòa phát hiện ly rượu và chai rượu trong hai tay đã rời khỏi mình. Mà cơ thể Lê Văn Vân đột nhiên xoay tròn một vòng, ly rượu trên không trung chuẩn xác đỡ hết rượu đang rơi, vùng múa trên cao cùng tay phải. Choang! Trong nháy mắt kế tiếp, chai rượu rơi xuống đầu của Trịnh Hòa. Giao giao! Chai rượu vừa dày vừa nặng vỡ vụn ra trong nháy mắt, Trịnh Hòa chỉ cảm thi ai đầu óc choáng váng một trận, anh ta còn chưa kịp phản ứng lại, Lê Văn Vân hất mảnh vỡ ra, ẩn thẳng bàn tay lên đầu Trịnh Hòa. Dầm, anh ấn cái đầu xuống, đập đầu của Trịnh Hòa xuống bàn trà. Trong ánh mắt kinh hãi của tại mọi người, anh nhấc chân lên, dẫm lên mặt của Trịnh Hòa. Đồng thời, tay trái của anh lắc lư chén rượu, hơi nâng lên, nhấc một ngụm rồi nói, rượu ngon, không thể lãng phí. Đúng vậy, rượu bị hất ra đã được anh đỡ hết toàn bộ, không rơi một giọt, gồm cả việc chai rượu đập xuống trịnh hòa và dẫm trịnh hòa xuống mặt bàn, hoàn toàn lưu loát liền mạch. Tất cả mọi người đều thừa người ra. Hành động Lê Văn Vân vừa làm hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của bọn họ, bọn họ tuyệt nhiên không biết Lê Văn Vân đã làm được mọi việc ấy như thế nào. Ba năm nay mất đi trí nhớ khiến tính cách của tôi tốt hơn nhiều. Trong khi đó, trong lòng Lê Văn Vân thở dài một hơi, nói, vậy mà sức lực không còn như trước, nếu như vào ba năm trước, chắc hẳn người này đã phải nằm trong bệnh viện. Mọi người vẫn đờ đẫn như cũ, thậm chí bọn họ còn không kịp nói câu nào. Mãi đến khi trên đầu Trịnh Hòa bắt đầu chảy ra máu, máu chảy đầy mặt, lan ra mặt bàn. Kèm theo tiếng nghẹn ngào đau khổ của Trịnh Hòa, khi ấy mới khiến những người xung quanh kia lấy lại tinh thần. A, à, nhìn máu tươi chảy ra, cô gái kia bắt đầu thét chói tai. Vưu Tường thì hơi hít mắt lại, nhìn Lê Văn Vân, khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiền ngấm. Ở bên cạnh, có người hét lớn lên, thằng nhãi, con mẹ nó, mày mau thả ra, tao thấy mày không muốn sống sót rời khỏi đây rồi. Trong lúc nói chuyện, một người dơ gậy bóng chảy định sông tới. Lê Văn Vân cười phì một tiếng, chân phải đang đạp trên mặt của Trịnh Hòa hơi dùng sức. a à, tiếng kêu thảm thiết của Trịnh Hòa lại tiếp tục vang to. Người trước mặt đang vò tới kia không dám sông lên nữa. chương 35 Lê Văn Vân quá tàn nhẫn khóe miệng lê văn vân lộ ra một nụ cười khinh thường sau đó cúi đầu nhìn trịnh hòa nói ôi chao thành vết thương rồi để tôi sát trùng cho anh mày định làm gì dừng tay một người của trịnh hòa hoảng sợ kêu lên thế nhưng hiển nhiên lê văn vân không thèm để ý tới lời nói của anh ta rượu trong ly rượu của anh từ từ rót xuống rơi xuống đầu của trịnh hòa vết thương gặp phải cồn đau đớn kịch liệt khiến cho trịnh hòa suýt chút nữa đã hôn mê bất tỉnh a a a anh ta hét to thảm thiết. Ở bên cạnh, tất cả mọi người đều sợ hãi. Nhất là Cao Phái và Trần Nghị. Hai người đều không kìm được mà lùi về ghế sofa đằng sau một bước, thân thể run rẩy. Quả tàn nhẫn. Lê Văn Vân quá tàn nhẫn. Trước kia bọn họ vẫn luôn xem thường Lê Văn Vân, Lê Văn Vân không có gia thế, có thể mặc cho bọn họ trêu đùa. Nhưng bây giờ nhìn lại, vua cũng thua thằng liều, Lê Văn Vân độc ác đến không cần sống nữa, làm cho lòng của bọn họ đều run rẩy. Nếu như trước kia Lê Văn Vân đối xử với bọn họ như vậy, hẳn là rất đau khổ. Hơn 20 người, trong chấp nhoáng này lại không có bất cứ người nào dám bước lên. Vưu Tường vẫn híp mắt lại, trong tất cả mọi người, anh ta coi như là một người bình tĩnh, hai chân vắt chéo, khóe miệng khẽ cười, trong lòng nghĩ tàn nhẫn thì tàn nhẫn, nhưng đúng thế thì sao chứ? Hiện tại chỉ là một công nhân mà thôi, có rất nhiều phương pháp để đùa chết mày. Trịnh Hòa đúng là rõ ngu. Lê Văn Vân không biết ý nghĩ trong lòng của anh ta, anh cũng không quan tâm anh ta nghĩ gì, lúc này anh cúi đầu nhìn Trịnh Hòa, bình tĩnh nói chà, hôm qua tôi đã giải thích cho anh rồi, tôi và Đỗ Tịch Tịch không có quan hệ gì, anh lại nhất quyết không nghe, hôm nay gọi tôi tới đây, ban đầu tôi dự định giải thích rõ ràng với anh, kết quả anh lại gọi nhiều người thế này định động tay với tôi, nhìn đám anh em này của anh xem, ai cũng sợ hãi, ngay cả một người trong bọn họ cũng không dám lên khóe miệng những người bên cạnh giật vài cải. Lê Văn Vân, mày biết tao là ai không, mày thật sự không muốn sống nữa. Trịnh Hòa cắn hàm răng, chịu đựng đau đớn nói. Vì vậy anh vẫn định trả thù tôi à? Lê Văn Vân cười híp mắt nhìn anh ta, nói, lần này xem như là một bài học, con người của tôi ấy mà, không sợ chuyện rắc rối, cũng không lo chuyện phiền phức tìm đến cửa, nếu như sau này anh nhất quyết phải đến quấy giày tôi, hoan nghênh đến chơi, đúng lúc để tối hoạt động một chút, nếu không ngây người mãi cũng rất nhàm chán nói xong anh nhìn thoáng qua vưu tường vưu tường cũng nhìn về phía nhìn về anh mang theo ý diễu cợt lê văn vân từ từ bỏ chân xuống sau đó khẽ nhún vai nói hoạt động một chút thoải mái hơn rồi nếu đã nói chuyện xong thì tôi đi đây phải rồi nhắc nhở một chút chờ lát nữa khi tôi đi ra ngoài mà có ai muốn động tay với tôi tôi cam đoan người đó sẽ thảm hại hơn cả trịnh hòa Nói xong, anh nghênh ngang đi ra khỏi công xưởng. Thằng nhãi, con mẹ nó, mày muốn sống sót rời đi sao? Có người quát to một câu. Tuy rằng anh ta giống lên nhưng lại không có một ai xông tới. Cảnh tượng ban nãy đã thực sự dọa sợ bọn họ. Lê Văn Vân dừng bước rồi sau đó xoay người lại, nhìn những người bên kia, hỏi ai vừa mới hét. Điều khiến anh kinh ngạc là không ngờ không ai dám thừa nhận. Trong lòng Lê Văn Vân tức cười những người này thường xuyên ức hiếp người khác thành quen, gặp phải người ác độc một chút là bọn họ liền sợ. Lê Văn Vân khẽ cười một tiếng, sau đó ánh mắt liếc đến Cao Phái và Trần Nghị ở bên cạnh. Audio điện tử võ tấn bền chương 36 Trịnh Hòa, anh không sao chứ? Hai người thấy ánh mắt này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Hai người nghĩ tới cảnh tượng Lê Văn Vân đối phó với Trịnh Hòa ban nãy, chỉ cảm thấy ra đầu tê, giải. Không phải chúng tôi gào thét, không phải chúng tôi gào thét, hai tên vội vàng nói. Lê Văn Vân nhếch miệng mỉm cười với bọn họ, anh không động tay với bọn họ mà xoay người đi ra ngoài. Cho tới khi bóng dáng của Lê Văn Vân biến mất ở bên trong công xưởng, Trần Nghị và Cao Phái mới hơi thả lỏng một chút, lúc này sau lưng của hai người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh rồi. Những người khác vội vàng đỡ Trịnh Hòa đứng dậy, hỏi Han, Trịnh Hòa, anh không sao chứ? Trịnh Hòa ôm chặt lấy đầu của mình, bây giờ anh ta đã có thể cảm nhận được từng đợt đau đớn. Vương Tường đứng dậy nói, mau chóng đưa anh ấy tới bệnh viện băng bó chút đi, máu cứ chảy ra như thế này e là không còn mạng nữa. Toàn bộ bên trong công xưởng lại một hồi gà bay chó sủa. Sau một tiếng đồng hồ trong bệnh viện nào đó của Giang Thành, Trịnh Hòa trên đầu băng bó vải gạc bước ra ngoài, sắc mặt của anh ta khó coi tới cực điểm. Lúc này ở bên trong bệnh viện chỉ có hai người, một là Vưu Tường, còn có một người là một thanh niên 19 tuổi. Anh Trịnh, không sao chứ? Nhìn thấy Trịnh Hòa đi ra, người thanh niên đó vội vàng chạy tới. Đầu có chút chấn động nhẹ, đoán chừng phải tính dưỡng một khoảng thời gian, cả gương mặt Trịnh Hòa đen thui, sau đó nhìn về phía Vưu Tường nói, anh Vưu, để anh thấy chuyện cười rồi. Vưu Tường xua tay rồi nói, là các anh đã đánh giá thấp Lê Văn Vân mà thôi, sức lực của anh ta từ nhỏ đã lớn, thời gian ở trong tù lại nhiều năm trên người vẫn còn sự dữ tợn kia. Anh không biết nên chịu thiệt thòi là bình thường, nhưng đối phó với loại người không thân không thế, anh nhất định phải đích thân ra mặt sao. Vẻ mặt của Trịnh Hòa sâu thẳng khó lường một hồi, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, lũ ăn hại vô dụng đó. Nói rồi, anh ta lại lạnh lùng hừ một tiếng nói, chuyện này tuyệt đối không xong như vậy đâu. Trên mặt của Vưu Tường lộ ra vẻ hài lòng, sau đó anh ta mở miệng nói, đáng tiếc, tôi có quen vài người, bọn họ chuyên phụ trách thủ tiêu, thậm chí giết người, chỉ cần tiền của anh đặt đúng chỗ, phương diện này, bọn họ vô cùng có chuyên môn. Vẻ mặt của Trịnh Hòa hơi thay đổi nói, không cần anh giới thiệu, Giang Thành cũng có kiểu người như vậy. Đồng thời, ở một quán trà ven sông Giang Thành, hai người Trần Nghị và Cao Phải ngồi ở đó, bọn họ đều không nói lời nào, vô cùng trầm lặng. Tính ra, bọn họ chỉ là con nhà giàu đời thứ hai bình thường mà thôi ngày thường dựa vào việc có tiền mà bắt nạt một số người có tính cách nhu nhược bọn họ rất hưởng thụ thế nhưng so với trịnh hòa là loại con nhà giàu đời thứ hai hàng đầu gian thành này thì bọn họ kém xa ban nãy sự hung ác của lê văn vân đã khiến bọn họ sợ rồi bọn họ nhớ tới lời nói đe dọa của lê văn vân ở khách sạn vạn hào trước đó khi đó bọn họ căn bản không chú ý tới thế nhưng sau chuyện này của trịnh hòa bọn họ không thể không suy xét Trần Nghị nhìn Cao Phái nói, Cao Phái, Lê Văn Vân vô cùng hiểm ác, ban nãy từ một chiêu kia của anh ta có thể nhìn ra anh ta từng tập võ, hơn nữa, vừa rồi không phải vưu tường đó từng nói sao. Trước đây tên đó từng phạm tội, đã ngồi tù mấy năm. Nếu như chọc giận loại người đó, anh ta phát điên lên, cho dù một đổi một với chúng ta, chúng ta cũng thiệt, anh ta chính là người. Tầng lớp nghèo khó, hoặc quan hệ gì đó với Đỗ Thương Bắc và sẽ làm việc cho Đỗ Thương Bắc, Thế nhưng sau này chúng ta không cần tính toán. Nói tới đây, anh ta lại nhìn cao phải nói, hơn nữa, lần trước lúc nói sau lưng Nguyễn Vũ Đồng, anh ta rất tức giận, e rằng còn chút tình cảm với Nguyễn Vũ Đồng. Đúng vậy, đối với bọn họ mà nói, Lê Văn Vân nhẫn nhịn chịu đựng Nguyễn Vũ Đồng 3 năm, nếu như không phải thật sự yêu, không thể nào kiên trì lâu như vậy. Thậm chí lúc rời đi còn là trắng tay rời đi, đây chính là một con chó la liếm đó vẻ mặt của Cao Phải trầm lặng khó đoán một hồi, sau đó anh ta móc điện thoại ra, gọi tới một số điện thoại rồi nói, alo, ngân hàng Tân Hải phải không? Tôi là Cao Phái, tôi có một chiếc thẻ bạc ở chỗ các người. Là như thế này, lần trước tôi dùng thẻ ngân hàng của tôi mở mấy tài khoản tiết kiệm, bây giờ phiền anh chuyển toàn bộ số tài khoản tiết kiệm đó qua cho tôi. Sau khi nói chuyện đơn giản một lúc, anh ta thở một hơi, gọi điện sang cho Nguyễn Vũ Đồng. Rất nhanh, Nguyễn Vũ Đồng ở đầu bên kia đã nhận điện thoại rồi nói, alo, tình yêu à, cuối cùng anh cũng chịu gọi điện thoại cho em rồi sao? Em đang ở nhà đó, hôm nay chúng ta đi đâu hẹn hò đi. Giọng điệu của Cao phải lạnh lùng nói, tôi chỉ muốn bảo cho cô một tiếng, chúng ta chia tay đi, chút nữa tôi tới lấy xe đi, tài khoản tiết kiệm tối đã chuyển về tài khoản của tôi rồi. chương 37 chỗ này không hoan nghênh anh. Cái gì, đầu bên kia điện thoại, vẻ mặt Nguyễn Vũ Đồng đột một thay đổi, nói anh có ý gì? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Không có gì, nhưng tôi nói chuyện của cô với bố mẹ tôi rồi, họ nói cô xuất thân quá thấp kém, chỉ chăm chăm nhà chúng tôi có tiền, họ cảm thấy chúng ta không phù hợp, giọng điệu cao phái bình thản nói, hơn nữa, chúng ta ở cạnh nhau lâu như vậy rồi, cô còn không muốn lên giường với tôi. Đối với việc chia tay, anh ta vô cùng thoải mái, nhiều năm như vậy, anh ta không biết đã có bao nhiêu người bạn gái rồi. Nguyễn Vũ Đồng trợn mắt, cô ta vội vàng nói cao phải đừng như vậy mà em thật sự yêu anh em đồng ý qua đêm cùng với anh nếu không thì tối nay em không về nhà nữa nhé cao phái nuốt nước bọt thế nhưng nhớ lại cảnh tượng ban nãy anh ta lại lắc đầu rồi nói thôi đi tôi không chỉ hoãn cô nữa mọi người chấm dứt như vậy đi cô đậu xe ở bãi đỗ xe ngày mai tôi tới lấy tôi đây có chìa khóa dự phòng rồi nói xong anh ta không đợi nguyễn vũ đồng nói trực tiếp ngắt điện thoại cư xá hoa viên Nguyễn Vũ Đồng ở trong nhà, cô ta đang ngồi trong phòng khách xem TV, sau khi điện thoại bị ngắt, vội vàng gọi lại. Sau đó cô ta phát hiện số máy liên tục bật, rõ ràng số điện thoại đã bị chặn rồi. Gửi tin nhắn Weixin, cũng tương tự bị xóa bạn bè. Hức, trong đầu Nguyễn Vũ Đồng trống rỗng, hức một tiếng liền bật khóc. Ngô Thị Hương đang bận rộn trong phòng bếp nghe thấy tiếng khóc liền vội vàng chạy ra ngoài hỏi, Vũ Đồng, làm sao thế làm sao thế? Nguyễn Vũ Đồng ngẩng đầu nhìn Ngô Thị Hương nói, mẹ, Cao Phái muốn chia tay với con, anh ấy đã âm thầm chuyển tài khoản tiết kiệm của con về lại của anh ta rồi, còn muốn tới lấy xe của con đi. Ngô Thị Hương trước tiên là kinh ngạc, sau đó sắc mặt thay đổi nói, chẳng phải chia tay thì sẽ không có ai chi tiền cho chúng ta sao. Nguyễn Vũ Đồng sướng sờ, sau đó cô ta nhìn Ngô Thị Hương, ánh mắt mang theo một chút khó hiểu. Lê Văn Vân thật sự có chút nhàm chán, đi bộ một lúc, anh đã nhìn thấy một quán Cyber Coffee, quyết định đi vào trong chơi vài trò chơi. Bước tới quầy, anh vừa lấy chứng minh thư chuẩn bị quẹt thì lúc này có người vỗ nhẹ bả vai của anh và nói, "Đồ vô dụng." Lê Văn Vân quay đầu nhìn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói, "Trần Hiểu Nguyệt, cô cũng tới Cyber Coffee chơi game sao?" "Đúng vậy, người con gái này chính là bản thân của Đỗ Tịch Tịch, Trần Hiểu Nguyệt đó, lớp trang điểm của cô vô cùng đậm, mặc một chiếc váy ngắn Phần thân trên mặc một chiếc áo hở rốn, để lộ ra vòng eo mảnh mai đẹp mắt. Dây áo lộ rõ có thể nhìn thấy. Trần Hiểu Nguyệt không chú ý tới Lê Văn Vân, mà cô cười lạnh nói, muốn lên mạng thì đi Cyber Coffee khác đi, chỗ này không hoan nghênh anh. Lê Văn Vân gãi đầu nói, "A." À, rõ ràng trước đây Trần Hiểu Nguyệt thấy anh Lâm trận chạy trốn nên nhìn anh như kẻ vô dụng. Anh cũng lười giải thích, vui vẻ nói, "Tôi lên mạng ở đâu, hình như không liên quan đến cô nhỉ?" Nói rồi anh vỗ nhẹ chứng minh thư rồi nói, quản lý, quẹt 17 nghìn rưỡi. 17 nghìn rưỡi ở đây chưa được một tiếng đầu, Trần Hiểu Nguyệt cười lạnh nói, hơn nữa Cyber Coffee này không hoan nghênh anh. Có nhiều chuyện thật đấy. Lê Văn Vân cạn lời nói, tôi thích lên mạng ở đâu thì lên mạng ở đó, liên quan tới cô à. Ở nơi khác thì không liên quan tới tôi, nhưng nơi đây tôi nói không được là không được, bởi vì Cyber Coffee này là do tôi mở, trần hiểu nguyệt lạnh lùng nhìn lê văn vân nói bởi vì cyber coffee này là do tôi mở trần hiểu nguyệt thản nhiên nói lê văn vân ngơ ngẩn cyber coffee của người ta người ta không cho phép mình lên mạng ở đấy nói thế nào cũng đúng anh ho khan một tiếng rồi nói được rồi vậy tôi đi còn nữa sau này anh tránh xa tịch tịch một chút trần hiểu nguyệt lại lạnh lùng hư một tiếng rồi nói chỉ cần để tôi thấy được anh ở bên cạnh cô ấy tôi thấy anh một lần thì đánh anh một lần. Lê Văn Vân quay đầu, lông mày hơi nhếch một chút. Trên thực tế, thân thủ của Trần Hiểu Nguyệt cũng không tồi, từ nhỏ chắc chắn đã từng luyện tập, nhưng chút thần thủ đó vốn dĩ không là gì khi đứng trước mặt Lê Văn Vân. Anh hơi nhún vai hờ hững, dự định bước về phía cửa. Dầm. Vào đúng lúc này, một tiếng dầm vang lên, Lê Văn Vân tò mò nhìn về phía cửa, anh phát hiện ở cửa có vài người đang tiến lên trên lầu. Người dẫn đầu chính là Phan Minh Vũ của quán Ba Minh Mi, ở bên cạnh anh ta còn có một người trung niên đầu chọc mặt mũi bầm dập, trên cánh tay đeo túi cát. chương 38 anh nằm mơ. Lê Văn Vân hơi ngạc nhiên, anh không rời đi mà tiến tới vị trí trống ở bên cạnh, đẩy ghế ra rồi ngồi xuống, dáng vẻ xem kịch hay. Trần Hiểu Nguyệt nhìn thấy biểu cảm của Lê Văn Vân, cô lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó thản nhiên không chút sợ sệt nhìn về phía Phan Minh Vũ. Trần Hiểu Nguyệt, lá gan đủ lớn đó. Phan Minh Vũ cười lạnh, anh ta đi vào trong cùng với người ở phía sau, trên đường nhìn thấy gì thì đá sang một bên, rất rõ ràng, bọn tới tới để gây chuyện. Lau sạch chân chút, muốn lên mạng thì quẹt thẻ, nếu không thì ra ngoài, ngược lại Trần Hiểu Nguyệt không có chút gì là sợ hãi, cô đứng một bên lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Phan Minh Vũ nhìn Trần Hiểu Nguyệt, anh ta cười lạnh một tiếng, hỏi người trung niên ở bên cạnh kia, chú Trương, phải đứa con gái này không? người đàn ông trung niên đầu chọc đó gật đầu nói phải trần hiểu nguyệt nhìn người trung niên đó lông mày cô hơi cau lại trần hiểu nguyệt ngày thường có ở quán bar của tôi tôi đối đãi với cô cũng tính là lịch sử nhỉ lúc cần giảm giá cũng giảm giá cho cô phan minh vũ lạnh lùng cười nói thế nhưng vị này chính là khách của chú tôi chú tôi là người nào tôi nghĩ hẳn là cô vô cùng rõ ràng chú trường uống rượu ở quán bar của tôi phải uống vui vẻ cô đánh chú ấy tới mức mặt mũi bầm dập là có ý gì? Hôm nay cô không cho tôi được giải pháp, e rằng Cyber Coffee này của cô không thể mở tiếp được nữa, Phan Minh Vũ nhìn Trần Hiểu Nguyệt. Trần Hiểu Nguyệt cười lạnh nói, bản thân ông già này động tay động chân với tôi, có thể trách tôi sao? Phan Minh Vũ liếc Trần Hiểu Nguyệt một cái, cười lạnh rồi nói, ngày thường có ăn mặc quyến rũ như thế này tới quán ba, không phải là để cho người ta nhìn sao? Trần Hiểu Nguyệt cười lạnh nói, ông ta tìm tôi uống rượu, tôi từ chối ông ta, thế nhưng ông ta động tay động chân với tôi, tôi mới động tay lại. Người đàn ông trung niên kia đứng ở một bên, hư lạnh một tiếng rồi nói, Minh Vũ à, tự cháu xem xét đi. Phan Minh Vũ sợ sệt nhìn người đàn ông trung niên một cái, sau đó nhìn về phía Trần Hiểu Nguyệt nói, bất kể lý do cô động tay là gì, nói chung, cô đánh chú Trương của tôi rồi, chuyện này chưa xong đầu, tới ông Đỗ cũng phải khách sáo ba phần với chú Trương. Lê Văn Vân ngạc nhiên nhìn người đàn ông trung niên kia một chút, Nhìn ra được người này với chú của Phan Minh Vũ đoán chừng cũng giống nhau, trước đây là xã hội đen, sự hung ác ở trên người ông ta đủ để cảm nhận được. Trần Hiểu Nguyệt nhíu mày nói, vậy các người muốn làm gì? Tôi đền tiền là được rồi. Lê Văn Vân kinh ngạc, anh không ngờ tới tính cách này của Trần Hiểu Nguyệt, cô lại nhận thua. Rồi, rõ ràng, thật sự không có ai dám chọc giận chú Dương Hải của Phan Minh Vũ ở khu vực Giang Thành này. Đền tiền chúng tôi cần chút tiền đó của cô sao? Phan Minh Vũ nhìn Trần Hiểu Nguyệt nói, cô ngủ một đêm để đền cho chú tôi, chuyện này coi như trôi qua vậy, nếu không cyber coffee này của cô, còn có cả phòng tập taekwondo kia của bố cô, đều sẽ không mở được nữa. Đột nhiên sắc mặt của Trần Hiểu Nguyệt thay đổi tới mức khó coi, cô nghiến răng nhìn Phan Minh Vũ nói, anh nằm mơ. Trong đôi mắt của Phan Minh Vũ lóe lên tia hung tợn rồi nói, đập cho tôi. Tôi xem ai dám, trên gương mặt Trần Hiểu Nguyệt lóe lên tia tức giận. Cô bước lên trước một bước, chặn mấy người lại rồi hét lên. Nhưng mà cô chỉ có một người. phía trước quầy lễ tân, quản lý Cyber Coffee không có một ai dám ra ngoài. người còn đang lên mạng ở bên trong Cyber Coffee đều bắt đầu trả phí rồi đi ra ngoài. những người trẻ tuổi này hầu như đều biết Phan Minh Vũ. một hàng người có vài người vây xung quanh Trần Hiểu Nguyệt. thân thủ của cô không tệ, thế nhưng Chung Quy cũng là phụ nữ sau khi hạ gục hai người cô đã bị một nhóm người đè chặt lại đập phan minh vũ lại nói lần nữa một trong số những người anh ta đưa tới nhấc ghế lên trực tiếp đập máy giải khát ở trên quầy tiếp tân dầm dầm máy giải khát bị đập tới mức vỡ nát đồ uống ở trong chảy xuống đất người đàn ông trung niên đó đứng dậy ông ta đi về phía trần hiểu nguyệt gương mặt như cười như không tới trước mặt trần hiểu nguyệt ông ta mở miệng nói tính cách nóng nảy này của cô tôi thật sự thích lên trên giường nhất định sẽ vô cùng hăng hái, rất đơn giản, chỉ cần có đáp ứng ở cùng với tôi một đêm, phục vụ cho tôi thoải mái, chuyện này coi như tới đây là xong rồi. Phan Minh vũ thở một hơi nói, Trần Hiểu Nguyệt, tôi biết có quan hệ tốt với Đỗ Tịch Tịch, thế nhưng chuyện này ấy, ông Đỗ cũng không thể nhúng tay. Cô đồng ý đi, anh nằm mơ, Trần Hiểu Nguyệt sắc lẹm nói. Người đàn ông trung niên kia liếm liếm môi, giơ tay rồi nói, chật chật, lớn nhỉ, cảm xúc ở tay hẳn là không tồi bàn tay của ông ta nâng lên, xông thẳng tới trước ngực Trần Hiểu Nguyệt. chương 39 đúng vậy, anh không dám. Á, à, Trần Hiểu Nguyệt hét một tiếng, nước mắt phút chốc chảy xuống lã trã, cô của thời khắc này có chút cảm giác bất lực. Dừng tay, đúng lúc này, một âm thanh lười biếng vang lên. Bàn tay đang vươn ra của người đàn ông trung niên dừng lại trong không trung dây lát, sau đó tất cả mọi người đều nhìn về phía âm thanh phát ra. Người nói đương nhiên là Lê Văn Vân, lúc này anh đang ngồi trên ghế sofa phía trước máy tính nhìn qua bên này trần hiểu nguyệt sững sờ cô không ngờ rằng lê văn vân lại chưa rời đi hơn nữa còn mở miệng chặn đứng móng vuốt của người đàn ông trung niên sau đó cô vội vàng hét lên lê văn vân anh mau ra ngoài gọi điện thoại cho tịch tịch để ông đỗ tới cứu tôi phan minh vũ ở bên cạnh nhìn thấy lê văn vân sắc mặt biến đổi rồi nói anh lê à tại sao anh lại ở đây chuyện này anh đừng quan tâm nữa mau đi đi. Chủ trương cũng nhìn Lê Văn Vân rồi tra hỏi, anh ta là ai thế? Phan Minh Vũ vội vàng giải thích, chủ trương, hình như anh ta là bạn của ông cụ Đỗ Thương Bắc, lần trước cháu còn có chút hiểu lầm với anh ta. Đỗ Thương Bắc, chủ trương cười diễu một tiếng, sau đó nhìn Lê Văn Vân nói, nhóc con, chuyện này, cho dù là Đỗ Thương Bắc tới, ông ta cũng không xen vào được, đứa con gái này động tay đánh tối trước, tôi muốn chút bù đắp, như thế mới được. Cậu mau chóng cuốn xéo, đừng ở đây tự tìm rắc rối." Lê Văn Vân cười híp mắt đứng dậy, anh nháy mắt một chút với Trần Hiểu Nguyệt, sau đó một bước rồi một bước đi về phía người đàn ông trung niên, lại nhìn Phan Minh Vũ nói, "Chuyện này ấy, tôi xen vào là được rồi." Lời nói vừa dứt, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Bao gồm cả Trần Hiểu Nguyệt. Cô vốn dĩ cho rằng sau khi đối phương đe dọa hai câu, Lê Văn Vân không chút suy nghĩ sẽ tháo chạy kết quả cô không ngờ rằng lê văn vân lại ở lại còn nói muốn xen vào chuyện này đôi mắt của chú trương hiếp lại lê văn vân rõ ràng nhìn thấy được ở trong mắt của ông ta lỏ lên một tia sát ý đúng vậy lê văn vân cảm nhận được rõ ràng vẻ hung ác lộ ra bên trong đôi mắt của ông ta anh rất rõ ràng ánh mắt như vậy chỉ có người thật sự từng giết người mới bộc lộ ra tên này hẳn là cao thủ tối qua bị trần hiểu nguyệt đánh đoán chừng là vì nguyên do uống rượu say, trong lòng Lê Văn Vân trầm xuống. Chú trường chỉ liếc Lê Văn Vân một cái, không nói tiếp lời nào, ông ta lại ngồi xuống, dường như dự định đợi Phan Minh Vũ tới giải quyết. Lông mày của Phan Minh Vũ nhíu lại, anh ta nhìn Lê Văn Vân một cái rồi nói, Lê Văn Vân, gọi anh một tiếng anh Lê, đơn giản là do nể mặt ông đỗ, đừng thật sự cho rằng là do bản thân anh, tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Chú Trương là người mà ông Đỗ cũng không muốn chọc giận, chuyện này Trần Hiểu Nguyệt sai trước. Sai rồi, chỗ nào sai rồi, Lê Văn Vân khẽ nhún vai nói, ông già đầu chọc này muốn sở Trần Hiểu Nguyệt, Trần Hiểu Nguyệt không thể từ chối sao? Lẽ nào phải cởi quần áo chủ động nghênh đón? Sắc mặt của Phan Minh Vũ lại thay đổi lần nữa rồi nói, Lê Văn Vân, anh đừng không biết điều. Lê Văn Vân đi tới trước mặt mặt bọn họ, ngẩng đầu nhìn Phan Minh Vũ, trên gương mặt mang theo nụ cười và nói, mặt mũi của tôi không cần anh cho nói rồi anh nhìn sang bên cạnh thản nhiên nói máy giải khát kia bị đập hư rồi đền tiền đi đến xong thì các người có thể đi rồi nói rồi anh lại nhìn hai người đang giữ chặt trần hiểu nguyệt sau đó vươn tay nắm chặt lấy tay của một trong số đó đồng thời cổ tay hơi dùng lực người kia bị đau lập tức hét lên một tiếng ngay sau đó thả lỏng cánh tay sau khi trần hiểu nguyệt thoát khỏi một người cô vội vàng xoay người dùng đầu gối thúc lên bụng dưới của người còn lại người đó gào thét một tiếng ôm chặt lấy bụng rồi quỳ xuống trần hiểu nguyệt thuận lợi thoát ra xoạt thế nhưng vào đúng lúc này một đám người đột nhiên bao vây xung quanh vẻ mặt của phan minh vũ khó coi tới mức cực điểm nói lê văn vân anh cho rằng tôi thật sự không dám động tới anh sao đúng vậy anh không dám lê văn vân vẫn cười híp mặt lại nói vẻ tức giận lóe lên trên gương mặt của phan minh vũ anh ta nghiến răng, những bím tóc trên đầu giường như bởi vì tức giận mà muốn rụng xuống vậy. chương bốn người vậy cố định cảm ơn tôi như thế nào nhỉ? Vẻ mặt của Trần Hiểu Nguyệt hơi biến đổi, cô tò mò đánh giá Lê Văn Vân. Lê Văn Vân của lúc này và Lê Văn Vân của đêm hôm đó dường như là hai người khác nhau, Lê Văn Vân của lần này thái độ cứng rắn tới mức cô hoàn toàn không dám tin. Tốt tốt tốt, vừa hay ngày hôm đó ông đây quỷ gối trước mày, trong lòng vô cùng không thoải. Mái, nếu như mày muốn ăn đòn, hôm nay ông đây sẽ thỏa mãn mày." Phan Minh Vũ nói rồi giơ tay đấm về phía Lê Văn Vân. Lê Văn Vân cười lạnh một tiếng, đột ngột phung tay. Chát. Tốc độ ra tay của anh nhanh tới cực độ, dường như là trong chớp mắt, một bàn tay của anh dừng lại trên mặt của Phan Minh Vũ. Khoảnh khắc này, Phan Minh Vũ chỉ cảm thấy một trận đau rát trên mặt, một dòng lực truyền tới, cả người anh ta không kìm được mà lùi về sau vài bước, đụng phải quầy rượu khụ khụ. Anh ta ho khan hai tiếng, khạc ra hai chiếc răng gãy và máu. Đánh chết nó cho tao. Anh ta tức giận rồi. Chú của anh ta là Dương Hải, ông lớn của Giang Thành. Ở Giang Thành, đây là lần đầu tiên anh ta bị người ta tát vào mặt. Dừng tay, vào đúng lúc này, chú Trương đang ngồi đột nhiên lên tiếng. Sau đó ông ta đứng dậy, nhìn Lê Văn Vân rồi nói, nhóc con, thân thủ không tệ nhi. Lê Văn Vân mỉm cười với ông ta, sau đó lại nhìn về phía Phan Minh Vũ, mỉm cười lần nữa. Phan Minh Vũ nhìn nụ cười đó, anh ta muốn bệnh rồi, hận không thể ẩn Lê Văn Vân lên mặt đất đạp cả hai chân. Được, lần này tôi cho cậu thể diện đấy, xong việc rồi, nhưng tôi đã xem trọng người phụ nữ này rồi, tôi sẽ ở lại Giang Thành một khoảng thời gian, cậu tranh thủ 24 tiếng ở bên cạnh cô ta. Nếu không... Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ lên giường của tôi. Chú trường cười lạnh một tiếng rồi nói, chúng ta đi. Vẻ mặt của Phan Minh Vũ hơi thay đổi, anh ta nhìn Lê Văn Vân nói, chú Trương, thằng nhóc này đã tát cháu một bạt tai, không thể nào như vậy. Chú Trương cắt đứt lời nói của anh ta, đi. Trong miệng của Phan Minh Vũ tràn ngập máu tươi, anh ta tức giận hung hăng nhìn Lê Văn Vân. Khi gặp Lê Văn Vân, anh ta liên tục gặp xui xẻo hai lần, một lần quỳ xuống trước mặt Lê Văn Vân, lần này bị tát một bạt tai, mất hai chiếc răng, cả gương mặt sưng vù lên. Thế nhưng người đàn ông trung niên đã nói như vậy rồi, anh ta chỉ có thể nghiến răng. Tôi có nói là để các người đi sao? Lúc này, Lê Văn Vân đột nhiên lên tiếng, nhàn nhạt nói. Bước chân của chú Trương dừng lại, ông ta quay đầu, nhìn về phía Lê Văn Vân nói, nhóc con, bây giờ tôi đi là do xem trọng thân thủ không tệ kia của cậu, đã rất nể mặt cậu rồi. Lê Văn Vân xoa mũi rồi nói, còn nữa, các người chưa đến tiền. Chú Trương hít một hơi, sự tức giận trong đôi mắt bắt đầu lóe lên ông ta nhìn lê văn vân nói nếu cậu quen thuộc với đỗ thương bắc vậy hẳn cậu từng nghe qua tên của tôi tôi tên là trương trí dũng tôi quan tâm ông là ai sao lê văn vân nhếch miệng nói ông đưa tiền hay không khóe miệng trương trí dũng hơi giật vẻ mặt thâm trầm khó đoán một hồi cuối cùng ông ta cắn răng vẫn nên nhịn xuống ông ta nhìn về phía phan minh vũ nói đền tiền sắc mặt của phan minh vũ hơi thay đổi anh ta không ngờ rằng Trương Trí Dũng lại chịu thua rồi. Nhìn thấy bọn họ rời đi, lúc này Trần Hiểu Nguyệt mới hơi thở vào một tiếng, nhìn Lê Văn Vân. Chật chật, Lê Văn Vân như cười như không liếc có một cái rồi nói, vừa nãy cô còn muốn đuổi tôi ra ngoài, còn không cho tôi lên mạng ở đây, may là tôi đi chậm một chút, nếu không cyber coffee này của cô đã bị đập rồi nhỉ. Vậy cố định cảm ơn tôi như thế nào nhỉ? Lê Văn Vân vui vẻ nói, lấy thân đền đáp không? nếu không giải pháp của ông già kia cũng không tệ, cô đền cho tôi một đêm là được. Trần Hiểu Nguyệt trước hết là hơi kinh ngạc, sau đó đánh giá Lê Văn Vân một lượt từ trên xuống dưới rồi nói có thể đấy. Lê Văn Vân sững sờ, anh cười lắc đầu. Đồng thời ở một nơi khác, Phan Minh Vũ và Trương Trí Dũng đã lên xe, Phan Minh Vũ ôm chặt lấy má phải của mình, anh ta vẫn còn có thể cảm nhận được sự đau rát kia ở trên mặt phải của mình. Chú Trương, vừa nãy vì sao chú không để cháu ra tay với tên nhóc đó thế, lẽ nào chú cũng quen biết anh ta sao? Thân thể của anh ta mạnh như vậy sao? Đến cả chú cũng kiêng rẻ anh ta. Phan Minh Vũ hỏi. Trương Chí Dũng lắc đầu nói, anh ta là ai thì chú không biết, làm sao chú biết được thân thể của anh ta, nhưng... Nói tới đây, ông ta thở ra một hơi, chú nói thật, là vì tên nhóc đó là cao thủ, là kiểu rất lợi hại, nếu như ra tay, chỉ sợ chúng ta đánh không nổi chúng ta nhiều người như vậy. Phan Minh Vũ không tin nói. Trương Chí Dũng nhìn anh ta một cái rồi nói, ở trước mặt cao thủ thật sự, người nhiều không có tác dụng gì. Vậy đi, quay về hỏi Dương Hải một chút về lại lịch của tên nhóc này, người phụ nữ này, chú nhất định phải ngủ cùng mới được, cái tính cách nóng nảy này, chú thích. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 40